Xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con và quần nhá. Là ngày hôm nay tiếp tục lên cho mình một cái màu máy mài này. Hàng này hàng mới về nhé. Hàng cực kỳ là ngon luôn, Drama quý vị nhé. Hàng Drama, hàng này là hàng của Thái Lan, cực kỳ là ok luôn. Cái màu này là nó là công tắc đuôi chuột cho em này. Đấy, hàng em bao công trình gia đình gì tới tất hết nhá. Rồi, máy theo kèm thì có thay cầm khóa mở theo kèm đầy đủ quý vị nhé. Thay cầm khóa mở theo kèm đầy đủ. Đấy, vì cái màu này nó về nó bị thiếu một cái tem gọi là tem thông số cho nên em thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Rồi 270.000 nhá, 270.000 một cái sản phẩm máy mài công tắc đôi chuột nhá, em bao công trình. Đấy, đầu này là đầu nhôm đúc quý vị nhá, cho nên hàng rất chi là xịn sò. Đấy, tay cầm khóa mở theo kèm đầy đủ quý vị nhá, tay cầm thay khóa mở theo kèm đầy đủ luôn. Đấy, có đầy đủ cho quý anh chị em bà con bạc mình. Và khi mình chốt đơn thì em sẽ tặng kèm cho mình thêm một cây tô vít này. Đây, tô vít tăng giảm hai đầu nhá, cây tô vít tăng giảm hai đầu. Đấy, như này, cây tô vít tăng giảm hai đầu cho quý vị anh chị em bà con hoặc mình. Đấy, là cái này là mình có thể cây tô vít tăng giảm được nhá. Rồi và một cái lưỡi cắt theo kèm 270.000 quý vị nhá, 270.000, hàng rất chi là xịn sò luôn ấy. Rồi đến là xả nốt một cái lô nữa, đây là cái mẫu khoang pin. Đấy, cái mẫu khoang pin này thì bữa này về thì nói chung là do tình hình như tình thế quý vị nhá, tình hình thì nó như tình thế thôi. À, không tem không mát, thanh lý giá siêu rẻ luôn, 560.000 nhá, 560.000 một bộ combo như này nhá. Và máy theo kèm hai pin một sạc này, hai pin một sạc cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Lực xiết là 330 newton, hay lực xiết của nó là theo nhà công ty báo là 330 newton quý vị nhá. Đây, đầu hai trong một bằng tôn bằng vít thỏa mái gian rồi. Hai pin một sạc, pin là pin dung lượng pin 10 sao nhá, Drama có tem có tuổi đoàn hoàng nhá. Rồi đây, đấy, sạc bằng nhá. Rồi anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nhá. Rồi quay trở lại với em ngày hôm nay thì lên cho mình một cái mẫu sản phẩm này, hàng dao nhá, dao cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, dao Nhật quý vị nhé, hàng cực kỳ cao cấp cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Đây, quý vị nhìn thấy chưa, một con dao cực kỳ là chắc chắn nhé, hàng Japan này, cực kỳ là đẹp luôn. Dao này thì mình về gọt trái cây này hay các rau củ quả là cực tuyệt vời luôn quý vị nhé. Đây, một con dao nhỏ nhỏ xinh xắn ấy, thì màu chất liệu cực kỳ là đẹp luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá là cực kỳ là rẻ luôn nhé. Rồi, cực kỳ là rẻ luôn quý vị ơi, chỉ có 16.000 một cây thôi, hay bằng chất liệu chống rỉ vẹt quý vị nhá. Thép siêu xịn sò luôn, siêu bén luôn nhá. Rồi, 16.000 một cây thôi. Đấy, màu đen có, màu trắng có, màu đỏ có quý vị nhá. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Rồi, đến tiếp là cái bộ dao, hai cái một cái bộ dao nhiều màu, hay gồm có ba cái dao con nhá. Ba cái dao, một cái gọt và một cái kéo như này. Em sẽ sell cho mình với giá 40.000. 40.000 một bộ dao như này thôi nhá. Rồi, dao này là dao lúa mạch cho màu nhá. Rồi ngày hôm nay tiếp theo là em có về một cái lô búa Nhật này. À, lô búa Nhật quý vị nhá, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, búa này gồm có hai loại em nhá, hai các bác nhá. Búa này gồm có hai loại này, búa 1 ký, hai búa này là búa 1 ký nhá, búa 1 ký là 120.000. Đấy, búa 1 ký là 120.000 một cái quý vị ơi. Còn búa 2 ký này, búa 2 ký thì to và nặng hơn nhiều nhá. Rồi, búa 2 ký thì em để cho giá mình là 160.000 thôi. 160.000 một cái thôi. Đấy, phải nói là cực kỳ rẻ luôn quý vị nhá, và hàng cực kỳ là chất lượng luôn nhá. Hàng này là hàng bao xịn, bao sò, bao chất lượng cho quý anh chị em bà con ạ, mình sử dụng đánh đá đập đá thoải mái luôn nhá. Rồi, và lên mình một cái rìu nữa. Đây là một cái mẫu rìu để trẻ củi, nói chung là mình làm cần nhu cầu gì cũng được hết nhá. Rồi, 150.000 một cái quý vị ơi, 150.000 một cái nhá. Hàng mình nói là bao bao ngon luôn, bao rẻ. Rồi, tiếp lên cho mình một cái sản phẩm, đấy là một cái mẫu kìm bấm nhá. Một cái kìm bấm này, kìm bấm dàn hàng Yeti cho quý vị này. Kìm bấm này hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 38.000 nhá, 38.000 một cái kìm bấm. Quý vị nhìn sao một cái kìm bấm này, hàng đóng gói không là đủ hết rồi nhá. Rồi, hàng Yeti này, kìm bấm 38.000 một cái thôi quý vị ơi. Hàng của nó cực kỳ rẻ nhá. Rồi tiếp cho mình là cái màu cái bộ đánh rì rẹt này, cái bộ này là bộ đánh rì rẹt quý vị nhá. Rồi mình có thể đánh được tất cả các loại luôn, hay to thì mình đánh to, nhỏ thì có nhỏ nhá. Rồi kẹp vào là mình đánh thoải mái, gồm có 6 cái như này. Đấy, 6 cái như này, một cái vị
đánh rì rẹt, chống rì rẹt như này nhá. Rồi 65.000 một cái thôi, 65.000 một vị nhá, 65.000 một vị cho em. Cái hàng cực kỳ là ngon luôn đấy, quý vị nhìn thấy chưa. Rồi tiếp đến là lên cho mình một cái bồ mùi khoang, cái hàng cao cấp. Mùi khoang này thì mình khoang sắt, khoang gỗ, khoang inox đều được quý vị nhá. Này gồm 18 cây, nó gồm 18 cây, nó nằm trong cái hộp như này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây mình có thể đóng gọp cứ gấp gọn lại như này. Đây, và giờ ra cực kỳ là xịn sò như này. 130.000 một bộ quý vị ơi, hay gì có giá 130.000 nhá. Rồi đến cho mình là một cái bộ toro gai, hay bộ toro gọi là toro ren đấy. Hay khi mà ren bị hỏng thì mình toro ren lại nhá, gồm có 5 cây như này. Thì một bộ này em sẽ sell cho mình với giá chỉ là 140.000 nhá, 140.000 đấy, ok chưa. Rồi đến cho mình một cái cờ lê nữa, đây là một cái màu cờ lê này. Cờ lê này là cờ lê đa năng đấy, người gọi là cờ lê đa năng quý vị nhá, cực kỳ là ok luôn đấy. Nó từ 6 cho đến là 75 mm đấy, từ 6 đến 75 mm là mở ok cho quý vị nhá. Rồi có cái này mình có thể đảo lực qua lực lại, là mình muốn cong thì cong, muốn thẳng thì thẳng như này nhá. Rồi sell mình với giá chỉ có là 140.000 nhá, 140.000 à, 140.000 một cái sản phẩm như này. Rồi đến một cái bồ mùi khoang gỗ, còn cái bồ mùi này là chuyên khoang gỗ quý vị nhá, chuyên khoang gỗ thôi, chỉ có 65.000 một bồ nhá, gồm có 2, 4, 6, 8 cây nhá, 8 cây đấy, chuyên khoang gỗ cho em, ok chưa. Rồi lên cho mình một cái cuồng dây này, anh em nào về nhà mình hay mắc vọng hay làm gì thì tùy ý này. 20 mét nhá, dây dù 20 mét, cực kỳ là to, bè to nhá. Rồi cực kỳ chắc chắn luôn, với giá chỉ có là 65.000 một sợi nhá, 65.000 một sợi thôi, cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình mua về sử dụng nhá. Tiếp đến là một cái mùi kia vợt bắt mùi quý vị nhá, một cái vợt bắt mùi, cái lồng kính rất là to luôn đấy, bằng cái mâm luôn nhá. Mình có thể vợt không thể nào không mùi, nó bay trực đi đâu hết nhá. Rồi 90.000 một cái, thanh lý 90.000 một cái thôi, giá cực kỳ là rẻ. Và đặc biệt ngày hôm nay em sẽ sell cho tất cả quý anh chị em bà con hoặc mình đấy, một cái màu sản phẩm, đấy là cái màu máy khoan bê tông 3 chức năng. Hàng này là hàng Việt Nhật quý vị nhá, hàng Việt Nhật 3 chức năng, có hộp đựng theo kèm đầy đủ luôn. Và nó có kèm tăng kèm 3 mùi khoan và 2 mùi độc cho em nhá. Rồi hàng này là hàng bao cho tất cả các anh em mình đi công trình luôn, cực kỳ cao cấp. Và đặc biệt cái màu này ấy, thì do đây là cái hàng nhập bên kia về, cho nên nó là một cái ổ cắm loại như này nhá. Ổ cắm này là ổ cắm của ba chân loại lớn, cho nên mình về mình cắt mình thay cho em này nhá, mình thay cho em đấy là được ok thôi. Thanh lý cho mình với giá chỉ có là 600.000 thôi, 600.000 một cái bộ máy khoan bê tông 3 chức năng, cực kỳ ok như này nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Lên tiếp cho mình cái màu sản phẩm này, đây là cái bộ để mở ốc, mở bằng ốc bằng vít cong nhá. Nhưng mà như cái dưới gầm bàn ấy, nội thất cả căn nội thất làm rất là nhiều đấy. Để mình cái này là dự này, còn cái này mình kẹp vào, mình cho con vít vào đây nhá, cho vít vào đây, mình mở cho em này để em bóc ra cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đây rồi, đây mình cho cái đầu vít vào đây là mình mở vặn cho em nhá, cực kỳ là hay luôn đấy. Nó sẽ xoay cho mình này, giờ nó sẽ xoay cho mình, thấy quý vị nhìn thấy chưa, em xoay nó sẽ xoay này đấy, cực kỳ là hay luôn. Rồi thanh lý cho mình với giá 60.000 nhé, 60.000 thôi, rất chi là rẻ. Rồi đến cho một cái bộ chuyển kẹp máy khoan vào đây để trở thành máy mài quý vị nhá, kẹp con máy khoan vào đây này rồi trở thành con máy mài đấy, thì nó sẽ có kèm theo làm cho mình một cái dự và một cái mở luôn nhá, có kèm theo cho mình luôn. 75.000 một cái quý vị nhá, 75.000 một cái, giá mà nó cực kỳ rẻ luôn. Rồi anh nào muốn cưa kiếm mà chưa kẹp từ máy khoan, đây là cái đầu kẹp máy khoan nha, đây là mình cưa, có thể cưa như này nè, cưa kiếm nha. Rồi cái này là 150.000 nha, 150.000 một cái cho em này, 150.000. còn anh nào muốn cưa gập mà dàn, đây cưa này là cưa của hàng Đài Loan quý vị nhá, Taiwan nhá. Rồi cán sắt luôn, thanh lý cho mình với giá chỉ có 65.000 một cái này, 65.000 một cái nhá. Kim tuộc dây điện, màu kim tuộc dây điện quý vị nhá, đây mình tuộc kia, mình đưa dây vào mình tuộc ra như này, mình bắn nó ra nhá, là nó tuột ra. Thanh lý cho mình 35.000 một cái nhá, 35.000 một cái. Còn anh nào mở tiếp này, mở khẩu thì đây có tiếp, có khẩu đầy đủ như này, ở hai đầu nhá, một cần như này là 100.000 một cái quý vị ơi, 100.000 một cái này, ok chưa. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình
vào xem có nhu cầu đến cái gì thì alo cho em nhá. Rồi lên nốt cho mình một cái bộ sản phẩm nữa. Đây là một cái bộ combo gồm có 5 cây nhá, gồm có 5 cây. Đây là cái bộ mùi quét gỗ quý vị nhá, bộ mùi quét gỗ cho em này. Thì mình kẹp vào mình quét gỗ cho em này. Nó từ có 20 này, 22 này và 30, 32, 35 nhá. Rồi 5 cây. 5 cây như này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 75.000. Đấy, 5 cây 75.000 thôi quý vị nhá. Hàng cực kỳ là rẻ và xịn sò như này. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Còn bây giờ em sẽ lên tiếp tục. Em lên tiếp cho toàn thể quý bà con của mình cái bộ sản phẩm. Đây là bộ mờ ốc gãy quý vị nhá. Đây là cái màu mờ ốc gãy, những cái ốc nào, ốc táng nào ấy mà nó bị gãy, bị dị rét này. Đấy, nó gãy xác thì mình có thể khoan một lỗ và đưa cái này ra thì mình đóng mình mở ra nhá. Rồi, bộ mờ ốc gãy này thì nó có nhiều, có 5 cây nhá, 5 cây 5 thông số như này. Em sẽ sell cho mình với giá 65.000. Còn bác nào muốn mua cái bộ Toro Gai thì đây nè, đây là cái lô tàu ren, cái bộ tàu ren lại mới cho mình nhá. Gồm có 6 cây. Đấy, 6 cây, 7 cây này nhá. Rồi, 140.000, 140.000 cho em nhá. Đây kia là xịn sò luôn. À, cực kỳ cao cấp nha. Rồi tiếp đến là cái bộ cái kìm bấm chết nhá, kìm bấm chết hàng Kazuko hay hàng thép CRV siêu cứng của Nhật nhá. Rồi 140.000 cho em này, 140.000 nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Rồi, một cái kìm C, kìm bấm chết C nhá, để cho các bác làm nhôm kính này, thờ mộc này bấm nhá. Rồi, để vào mồng ấy, rồi giá cực kỳ là rẻ luôn. 120.000 một cái nhé, 120.000 một cái thôi, cực kỳ là rẻ. Rồi tiếp đến là cái sản phẩm một cái bộ gồm có nhiều nhiều đầu khẩu, nhiều chi tiết như này. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 75.000 nhé, 75.000 một bộ cho em. Còn bác nào muốn mua một cái cần, đấy, cần này là cần cần tiếp nhé, cần tiếp đa năng, có nhiều cái như này. Đấy, một cái cần gồm có nhiều đầu nhá, 8 đầu quý vị nhé, 8 đầu cho em. Đấy, với 100.000 một cái thôi, 100.000 một cái thôi quý vị ơi, giá cực kỳ là rẻ luôn. Rồi lên cái bộ cái con cà lê xích này, cà lê xích cho quý vị nhá. Rồi muốn mở gì thì mở cà lê xích, 100.000 một cái quý vị nhé, 100.000 một cái cho em này, hàng rất kỳ là rẻ luôn. CB quý vị nhá, đây là cái mẫu CB hàng chống giật, chống cháy và chống rò cho em. CB mà 40 ampere thì em này xe với giá 120 nhá, còn 63 thì 150.000. Đấy quý vị anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái màu nào thì alo cho em nhá. Rồi, combo ba cái bóng đèn ngủ 50.000 nhá. Ba bóng đèn ngủ ba loại quý vị nhá. Đấy, còn có một loại nữa là 50.000 cho em này. Combo này ba cái kìm xịn sò cho em nhá. Kìm 8 inch xịn sò nhá. Với giá chỉ còn 120 thôi. 120.000 thôi quý vị nhá. Hàng cực kỳ rẻ cho quý anh chị em bà con của mình. Em xả một cái mẫu sản phẩm kìm cộng lực cho quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Rồi, đây là mẫu kìm cộng lực này, mini cực kỳ là hay nhá. Và mình có thể thắt thép B40 này hay thép 4 cái loại là cắt cực kỳ là ok luôn. Rồi, các em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 65.000 nhá. 65.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, đến tiếp cho mình một cái bộ sản phẩm đầu khẩu nhá, một cái đây đầu T Tovit đó đầy đủ nhá, đầy đủ gồm có lục giác này, hay lục giác bông này, ba ke này bẹp nhá, và một cần có đầu khẩu theo kèm. Đấy, sell cho mình 65.000 thôi. Còn bác nào muốn sử dụng một cái đầu quay gọi là đa năng nhá, đầu quay đa năng, đây là cái bộ khẩu mình có thể xoay qua xoay lại nhá, xoay qua xoay lại số 8 này, 9 10 này, 8 10 11 12 nhá, và đầu này đến 14 15 nhá. Rồi sell cho mình 100.000 một ngàn, 100.000 một cái nhá. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Chào toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Rồi em nên thanh lý cho mình cái mẫu sản phẩm cái lưỡi cưa này. Đây là cái mẫu lưỡi cưa cây nhá, cây cưa xích tròn. Đấy, lưỡi cưa xích đĩa tròn nhá. Xài máy mài cốt một tấc một cho em này. Đây, mẫu lưỡi cưa này rất là dễ sử dụng quý vị nhá. Mình về mình mở ra mình lắp như máy mài thôi. Đây là mình có thể sử dụng này, rất là an toàn nhá. Cực kỳ an toàn luôn, các cây cực kỳ là ngon. Đó. Rồi, cái mẫu này em sẽ còn lại số lượng, nói chung là không được nhiều, nên em cũng thanh lý hết cái lô này thôi. Giá siêu rẻ cho toàn thể quý bà con bạc mình, với chỉ 50.000 một lưỡi nhá, 50.000 một lưỡi thôi. Cực kỳ là rẻ luôn quý vị bà con nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm
thân bằng thân đèn quý vị nhé. Đây là cái mẫu thân đèn 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 led này. Đấy, xài bằng chân pin phổ thông nhé, pin của máy khoang pin đấy. Đây là cái mẫu thân đèn này, quý vị nhìn thấy chưa, bao nhiêu cái bóng đèn này, 8 này, 10 16 cái nhé, 16 bóng đèn led siêu sáng như này. Thì cái mẫu này thì mình nhà mình ai anh em nào mình có pin rồi ấy, xài chân pin phổ thông nhá, thì mình mua về mình lắp đấy, cấp điện sử dụng rất là sướng luôn nhá. Phải nói là siêu sáng luôn đấy, cực kỳ là đã luôn cho quý bà con của bác mình. Đấy, mình về mình bóc lớp dầu bên ngoài ra là cực kỳ là sáng luôn nhá. Rồi một thân này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 120.000 thôi, 120.000 quý vị nhá. Rồi bác nào còn có nhu cầu mà mua thêm pin thì để đây có mẫu pin 15 cell, em còn xả nốt cho quý vị anh chị em bà con của mình dùng nhá. Rồi mẫu 230.000 một quả pin 15 cell nhá, pin 15 cell có đèn báo pin luôn này, ngon không? Rồi hàng bao chất bao xịn sò cho quý anh chị em bà con của mình. Rồi, anh chị em bà con của mình quan tâm thì alo cho em nhé, về số lượng bao nhiêu, về số lượng cực là nhiều luôn. Rồi, quý vị tha hồ thoải mái nhá. Em đến cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình cái mẫu sản phẩm băng dán chống dột quý vị nhé. Đây là cái mẫu băng dán chống dột chống thấm ấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Đấy, cho những cái mái tôn, những cái con đinh ốc bị rỉ rét ấy hoặc cái bị thùng ấy thì mình dán vào nhá. Rồi tường bị nứt nhá, rồi dán vào. Đấy, hai khe hở cực kỳ là ok luôn. Thì đây là cái mẫu này là mẫu bảng 5 phân nhá, bề ngang của nó là 5 phân. Đấy, thì cái mẫu này em sẽ thanh lý cho mình một cuộn như vậy 20.000 thôi. Đấy, giá quá bèo nhèo luôn nhá. Rồi một cuộn 20.000. Còn bác nào muốn xài loại lớn hơn thì nhá, xài lớn hơn thì đây là cái bảng 10 phân, 10 cm nhá, bề ngang 10 cm cho em này. Đấy, và sẽ thanh lý cho mình là 40.000. Đấy, 40.000. Quá rẻ, quá yêu thương cho quý vị bà con của bác mình nhá. Và quý vị mình quan tâm đây, mùa mưa gió bão dột thì đến gần thì quý vị bà con của bác mình mua cái này về để xử lý cho mái tôn của nhà mình nhá. Em đi cho toàn thể quý bà con của bác mình một màu sản phẩm nhá, một cái vòi nước Romani, hay hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái màu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhá, hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn là khắc in dấu chữ luôn nhá, cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhá, không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đây mình có thể muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhá, mình mở cái đầu nào ra. Còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi, mình dắt vào giống như các cái súng rửa xe, mình dắt trực tiếp vào đây luôn nhá, mình sử dụng. Đấy, cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Đấy, hàng bao xịn sò bao chất lượng như này. Em lên cho toàn thể quý anh xem bà con cô bác mình ấy, một cái mẫu Eto kẹp bàn nhá. Đây là cái mẫu Eto có thể di chuyển, mình kẹp bàn á, mình thuận ở vị trí nào thì mình đưa lên đây mình kẹp. À, nó có thể gọ được nhá, có cái chỗ giống như cái đe để mình gọ luôn này nhá. Đây là gọ này, còn kẹp này. Đây là cái loại Eto đường kính là 60 mm, có nghĩa là 6 cm ấy, cái bề ngang của nó nhá. Bề mang của cái này 6 cm và đường mở ra nó là 7 phân cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 230.000 nhá, 230.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tổng phúc lên cho toàn thể quý bà con của bác anh chị em mình ấy, một cái sản phẩm cực kỳ là ngon luôn quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay đấy, trên kênh em sẽ thanh lý một cái lô sản phẩm nói chung là máy mài xài pin quý vị nhá. Và đặc biệt hàng này là hàng công ty, hàng công ty, hàng cao cấp luôn quý vị nhá. Pin với dòng xả lớn cho em này, pin với dòng xả lớn ấy, nhìn thấy quả pin là biết hàng này hàng công ty, hàng chất lượng cao rồi nhá. Rồi máy là gồm có hai pin này, hai pin một sạc nhé, hai pin 15 cell, một sạc nhanh. Đấy, phụ kiện ở tay cầm khóa mở, hộp đựng theo kèm đầy đủ, cực kỳ là xịn sò như này quý vị nhìn thấy chưa. Rồi và đặc biệt ngày hôm nay chương trình em sẽ tặng kèm theo cho quý vị bà con của bác mình với một cái đặc với là một cái sản phẩm chất lượng như này nhá. Rồi tặng kèm này, quà này, một cái lưỡi cắt đa năng hàng của Thái Lan nhá, một lưỡi cắt đa năng này hàng cao cấp luôn cho em này, ok chưa. Rồi ba cái lưỡi cắt đá và một cái bút thử điện cho quý vị nhá, một cái bút thử điện nhưng với giá cực kỳ là rẻ luôn quý vị nhá. Đấy, giá phải nói là siêu rẻ luôn, 1.250.000, 1.250.000 một cái sản phẩm máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhá, cực kỳ là ngon luôn. Quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con của bạc trên khắp mọi miền tổ quốc nhá.
Rồi quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay. Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm Ron. Đây là cái Ron này là Ron chiều nhiệt quý vị nhé, Ron chiều nhiệt đấy, và chiều áp lực cao cho em nhé. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, răng cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này, nói chung là các thiết bị mà lắp mà nó còn cái đầu bít để kín ấy, đấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy. Thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này. Và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu bên đây nhé, số lượng bao nhiêu như này. Rồi, ngày hôm nay ấy, em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhé, 80.000. Đấy, nó gồm có một hộp, đấy, 400 đầu răng như này nhé, to nhỏ lớn gì cũng có hết. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhé. Đây là mẫu kéo cắt cành, nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, cắn màu trắng, cắn đỏ cho em. Đấy, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000. Đây còn sót kho, còn sót kho, còn máy thùng ấy, cho nên em thanh lý rồi, thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Đấy, hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa quý vị, nhìn thấy chưa? Đấy, 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nhá. Cho nên với toàn thể quý bà con quạt mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhé. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhé, pin tiểu hay pin R1 ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi, cứ cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cái một cặp pin nhá, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhé, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhé. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn, phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn, hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp, và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tấn Phúc lên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy một cái sản phẩm đèn năng lượng quý vị nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu bóng đèn móc, bóng đèn trụ tròn nhá. Đấy, mình có thể móc lên ở bất kỳ ở nơi đâu, tùy mình nhá. Rồi, và cái bóng đèn này nó là tích điện, mình có thể sạc bằng cụ sạc này, nó có dây sạc và cụ sạc theo kèm nhá, cụ sạc và dây sạc theo kèm nhá trong này. Đấy, và đặc biệt em này là có rờ móc cho em nhé, có rờ móc cho em luôn, có điều chỉnh từ xa nhá, cực kỳ là ok. Có chế độ hèn này, mình có thể muốn 3 giờ này, 5 giờ và 8 giờ cho em nhá, rất kỳ là ngon luôn. Đây, và đặc biệt là em này là xài bằng năng lượng mặt trời, có tấm pin nhá, tấm pin xài bằng năng lượng mặt trời. Thì ban ngày ấy thì mình những đặc biệt là những bác nào bán quán hàng rong á, thì mua cái này về cực kỳ là ok luôn. Ban ngày thì mình có thể găm sạc lên nhá, găm mình lên mặt trời mình sạc, còn bằng ban đêm thì mình có thể dùng sử dụng cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi, và mình có thể xài bằng rơ móc như này, ok chưa? Rồi, cái lúc nào tối thì như này là nó sẽ sạc, bật em bật sáng này. Đó, quý vị nhìn thấy chưa? Và tắt này, cực kỳ là ok luôn. Rồi, quý vị quan tâm đến cái sản phẩm này thì alo cho em này. Với một cái giá của nó nói chung là tuyệt đẹp cho quý vị bà con hoặc mình nhá. 230.000. 230.000 một sản phẩm như này, có đầy đủ. À, một cái pin nhá, pin năng lượng và bóng đèn tích điện rơ móc theo kèm đầy đủ như này. Quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy chấn viền, này máy tông đơ chấn viền nhá, cào râu chấn viền, cắt tóc cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. À, cái mẫu pin này, mẫu máy này thì xài pin 18650 này, pin này là pin sạc cho em, là cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhá. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhá, công tắc sử dụng này. Đấy, rất là đẹp luôn, này quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, máy thì bao khỏe rồi,
tắt nó, nhưng mà cào râu em cào râu thoải mái luôn nha. Cho nên quý vị mình ấy, anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. À, cào trọc chấn viền, cắt tóc cào râu đều ok nha. Rồi hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá. 75.000 một cái thôi. Đây phụ kiện thì theo kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá, và có tặng kèm theo dây sạc này. Dây sạc này và cự nhá, cự để mình cắt. Đấy, hai cái cự để mình cắt tóc này. Ok chưa? Rồi quý vị bà con các bạn mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Tuấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một nồi lẩu mini, một lẩu mini quý vị nhá. Có đèn báo này và cực kỳ có thế chứ, có đèn báo cho em này. À, tắt mở đây là công tắc tắt mở cho em nhá. À, cực kỳ là ok rồi. Và cái mẫu sản phẩm này ấy, thì dành cho tầm 1 đến 2 người ăn là ok nhá. 1 đến 2 người ăn hoặc là nấu mì tôm ấy, là tuyệt vời luôn quý vị nhá. Đặc biệt là nó có một cái rễ hấp nữa nhá. Nó tặng kèm theo một cái rễ hấp này. Có dây điện, nói chung là theo kèm đầy đủ như này cho em. Đây. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này với giá chỉ có là 95.000. 95.000 quý vị nhá. À, có phụ chống dính nhé, có phụ chống dính này. Đấy, nồi cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị bà con mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình ấy, một cái mẫu sản phẩm đấy là mũi khoan. Đây là cái dòng mũi khoan. Cái này khoan là khoan tường, khoan bê tông cho em. Mũi này là mũi hai cành nhé. Mũi hai cành cho em này, cực kỳ là ok luôn, là hợp kim đặt trước nhé. Rồi, xài cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, cái mũi này ấy, mũi này đặc biệt thì mũi này mình là cái đầu kẹp nhá, dành cho máy khoan đầu 13 ly hoặc khoan pin. Về cái dòng đầu kẹp nhá, đầu này là đầu tròn này, đầu bốn cành này mình sẽ kẹp cái đầu kẹp 13 ly thì mình khoan nhá. Thì ngày hôm nay trên kênh này sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con quạt mình đấy với một cái giá quá hợp lý luôn nhá, 5.000 đồng một mũi thôi, chỉ có 5.000 đồng một mũi nhá. Rồi quý vị quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con quạt mình đấy một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhá. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy, cái mẫu sản phẩm bóng đèn led nhé. Đây là cái mẫu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi cái mẫu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá, nó chỉ có 1W thôi. À, cực kỳ là ok, cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay ấy, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá, 15.000 một cặp thôi. Đấy, với giá gọi là siêu rẻ luôn, 15.000 một cặp quý vị nhá. À, tiếp là một cái sản phẩm là phất cắm nhá. À, đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. À, phất cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường, 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? À, rồi, kế tiếp là một cái bộ CB. Đấy, một cái CB 30A nhá, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhá. CB chống quá tải cho em này. Một CB 30A. Rồi mua một cái CB em tặng kèm theo một cái ốp. Một cái ốp luôn nhá, một ốp. Mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. Đấy, 25.000 một sản phẩm như này nhá. 25.000. Rồi đến là cái bộ chia. Đấy, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, đấy, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này. Gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000. 75.000 quá rẻ, quá đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây, 6 ổ cắm cho em nhé. 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhá. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em. Đấy, với giá 95.000 nhá. Rồi, đến lại một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. À, bóng đèn
10W nhá. 10W thì bóng đèn led 10W với giá chỉ có là 15.000 nhá. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhá. 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em. Anh đài 50W với giá chỉ có 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Em nên cho quý bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu massage quý vị nha. Đây là một cái mẫu massage toàn thân. Đấy, mình có thể đấm lưng này, đấm đùi này, đấm nói chung là mình đau nhức mỏi ở đâu thì mình đấm ở đấy nha. Rồi, cái con này nó có 46 chế độ và 4 chức năng nhé. 4 chức năng đấm này, nó có 4 kiểu nhé. Đấy, đấm mua bấm chân này, bấm lưng này, nó ra đầu tùy theo nhá. Rồi, và cái cách sử dụng thì mình rất chi là dễ nhá. Đây là mình bấm cái nút nguồn cho em nhá. Rồi, nhấn dự. Rồi, đấy là nó là chạy nhá, hoạt động cho mình là mình đấm thôi. Thấy chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Và đây mình tăng chế độ mạnh lên thì mình tăng lên như này nhá. Rồi, còn mình muốn mà tắt thì mình nhấn dự. Lúc nào nó tắt là nó sẽ tắt nhá. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá gì có là 200.000. Con này 200.000 em sẽ bao ship về từng nhà cho quý bà con luôn nhá. 200.000 bao ship luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, nhanh vì cái số lượng con này em ôm được lô nhưng nó có giá hời như này đấy. Em lên cho quý bà con của bác mình ấy một cái mẫu dây rửa xe nhá. Dây ray rửa xe áp lực cao cho quý vị bà con của bác mình nhá. Mua về để làm vệ sinh này, xe cổ xịt nhà xịt cửa nhá. Rồi, về em có hai mẫu quý vị nhá. Đây là nhu cầu sử dụng của quý vị này. Đây là cái mẫu dây dài 20m nha. 20m thì em sẽ sale cho mình với giá là 190.000 một cuộn nha. 20m nha, dây dài 20m, dây áp lực cao để ráp vào máy rửa xe hay để mình rửa nha. Còn anh nào muốn dài hơn, nha. Đây, dài hơn và muốn to nhưng muốn dài hơn này thì 30m cho em này. Có cuộn 30m nha. Cực kỳ là đạo luôn. Dây này thì dài từ trước nhà rồi sau nhà luôn. Hai dòng vệ sinh thoải mái cho em này. Em sẽ có thanh lý với giá chỉ có 250.000 nha. 250.000 quý vị nha. Đấy, quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nha. Tống Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nha. Quý vị, đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nha. Những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nha. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn điện ánh sáng nhá. Đây, tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa. Rồi, đây là màu ánh sáng vàng quý vị nhé. Và đây là xài pin 18650, cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy, một cái giá quá hời luôn nhé. 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Đấy, cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thời ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho quý bà con của bác mình nhé. Đây là một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là tiện lợi luôn quý vị nhé. Nên cũng là tiết kiệm điện cho gia đình mình. Chỉ đầu tư một lần thôi quý vị nhé. Rồi, đây là một cái mẫu bóng đèn 500W quý vị nhé. 500W bóng LED cực kỳ là siêu sáng luôn. Và nó có rờ móc theo kèm nhé. Có rờ móc theo kèm để mình điều khiển của nó này. Auto hay là tự động, hàng giờ tùy theo mình nhé. Rồi, và có một tấm đèn năng lượng mặt trời khi mình lắp vào là hướng vào ánh nắng mặt trời quý vị nhé, để nó nạp pin vào cái bộ phận này thì ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Đấy, tối là nó sẽ từ sáng cho mình chú quý vị nhé. Rồi, nó cực kỳ là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Đấy, nói chung là sân vườn này, nhà cửa nói chung là mình lắp đều ok hết nhá. Rồi, hôm nay em sẽ sale với cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 350.000 nhé. 350.000 một sản phẩm như này. Quý bà con, cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo nha. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con của bác mình nha. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi. Giải chiến cho cái mùa hè nóng được nha. Rồi, và khi những thời tiết, những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây, một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhé. Đây, với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhé. Pin 10 cell cho em này, một quả pin này. Một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhé, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này, lồng bằng sắt em nhé, lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhé. Nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này thì mình có thể là cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé. Đây, xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhé. Rồi,
những cái đời trước nó chưa cải tiến, nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Hai cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi ngày hôm nay em xe với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi, 390.000, máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nha. Em xin cho quý vị bà con bạc mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 inch, hay mẫu 10 inch cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp, CRB này siêu xịn sò luôn nhá. Rồi quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRB Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai cái cáng của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Hôm nay em về một cái sản phẩm ấm siêu tốc quý vị nhé. Đây là một cái ấm siêu tốc hàng Sáp này, hàng Sáp là hàng của Thái Lan quý vị nhé, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, với dung tích của nó là 3 lít quý vị ơi, với dung tích là 3 lít nhé, 1.500W siêu nhanh luôn nhá. Đấy, bảo ấm cực kỳ là to và chắc chắn luôn nhá, hai lớp nhá, hai lớp cho em, lớp trong lớp ngoài nhá, cực kỳ là ok rồi. Đấy, này hôm nay sale thanh lý với giá chỉ có là 150.000 nhá, một cái mẫu ấm siêu tốc phải nói là hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em sẽ tiếp cho bà con mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái ngâm chân nhá. Đấy, ngâm chân bằng đây là vật liệu gừng già nhá, gừng này và nói chung là xạ này, các loại thảo dược nhá, thảo mộc cho em. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Bác nào hay tê bì chân tay á, nhức mỏi tay chân thì mua về ngâm, trong này nó đã phân từng gói rồi, mình có liều lượng trong rồi, mình mua về thì có việc ngâm nhá, hoặc là hôi chân hôi các kiểu, đi dở đi dày mà bị hôi á thì về ngâm cái loại này cực kỳ là hay luôn, vừa không bị đau mỏi nhưng và không bị hôi chân luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo này, với giá chỉ có là 50.000 một túi nhá, 50.000 một túi. Đây là thảo mộc ngâm chân nhá. Đấy, cực kỳ là hay, quý bà con mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhé, kéo X5, hai hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhé. Đây là cái màu kéo X5 này, hai hàng Japan nhé, hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Hai cáng này là cáng nhôm đúc nhé, cáng nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Này, thép thì thép siêu cứng cho em này, hai hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhá, hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình. Nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi nhá. Màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này, 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000, mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Nên cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, một cái dòng sản phẩm đèn pin nhé. Đây là cái mẫu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. Nhá, đây là cái mẫu chóa cực kỳ là to và sò cực kỳ là xa nhá, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó là nó có hai chế độ nhá. Đấy, một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhá. Đây, đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài vào chiên rồng nhá. Rồi, cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhá. Đó, cực kỳ là sáng cho quý vị luôn. Đã chưa? Đấy. Nó hai chức năng như này là quá đạt luôn. Và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn. Đấy. Cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi, và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà, bằng dây sạc này qua củ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình ấy với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá. 140.000. Đấy, 140.000. Anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Hôm nay tiếp cho tôi thì quý bà con mình cái sản phẩm nhá. Đây là mẫu T. T này là hàng bậc cao cấp quý vị ơi. À, cực kỳ ngon nhá. Rồi, T thì em cùng có T8 này, T10, T8 nhá. T8 thì T8 và T10 thì mỗi thứ là 20.000 nhá. 20.000 một cái quý vị ơi. Đấy. T8, T10 nhá, T8 này, T10 hàng cao cấp luôn.
Còn T13 và 14, 15 thì mỗi cái là 25.000 quý vị nhé. Mỗi cái là 25.000 này. Đấy. T13, 14, 15 thì 25.000 một cái này. Quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu quan tâm về các cái mẫu T thì alo cho em nhé. Mời Tấn Phúc lên tiếp cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái bộ chuyển đổi để mình cưa quý vị nhé. Từ mình cưa bàng nhé. Đấy, từ máy mài chuyển sang cưa bàng cho em này. Nhà nào mà có máy mài rồi ấy, bây giờ mình không muốn làm an toàn hơn các cổ, các đồ, các kiểu thì mình mua một cái bộ chuyển đổi cưa như này nhá, cực kỳ là hay luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, hàng cực kỳ là ngon rồi và xịn sò luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000 thôi. Đấy, một cái bộ sản phẩm chuyển đổi nhá, đó là một cái hộp nó như này nhá, đó chuyển đổi nó đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, về lắp ghép vào nhá, về mình cắt cho nó an toàn. Đấy, có bảo hộ này, cái này thì có cắt được nghiêng quý vị nhá, đặc biệt là nó cắt được nghiêng này. Đấy, mình mở ra như này nhá, tăng giảm lên xuống và cắt nghiêng, chế độ cắt nghiêng có đầy đủ hết cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lấy tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhá. Đây, hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và xe với giá là sập nguồn cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh như này, một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi, hai sợi thì tùy ý mình nhé, 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh, hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiền lời nhanh chóng nhá. Rồi thì một đầu thì có 2.000 thôi, một đầu 1.000 nhá, thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đầu nối nhanh, dây điện cực kỳ ok luôn đấy, như này đấy. Mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhá, bóp đầu này là thấy mở ra chưa, bóp đầu này mở ra sao là mà mình đúc dây điện vào nhá. Rồi mở hay là tháo gì, lắp gì cũng nhanh hết. Quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo nha. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình là một cái sản phẩm. Đây là cái bộ chì màu, như hộp chì màu luôn. Với 100 món chi tiết quý vị ơi. Cực kỳ nhiều luôn. Từ sáp nước này, sáp khô này, chì này. Đấy, cực kỳ có đầy đủ nhá. Màu này, đấy, cò vẽ đầy đủ cho quý vị. Mình mua về cho trẻ con mình sử dụng nhá. Đấy, vẽ tranh vẽ này. Đấy, làm hồi họa sĩ học bài này cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, gồm có đầy đủ trong một cái set phụ kiện trong cái hai cái hộp như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 80.000. 80.000 một hộp như này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm cưa kiếm cầm tay quý vị nhá. Đây là cái mẫu cưa kiếm cầm tay này. Đấy, dài cái chiều dài của nó là 30 nhá, chiều dài của nó là 30, cưa kiếm cầm tay. Mình có thể thay thế lưỡi, khi lưỡi xài lâu ngày nó cùng nó hết đấy thì mình có thể thay nhá. Và hôm nay trên kênh em sẽ sell cho toàn thể quý bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có là 100.000 và nó tặng kèm theo một lưỡi nữa. Đấy, ok chưa? Shop em tặng kèm theo một lưỡi cực kỳ là ngon nhá. Cùng công ty cùng hãng luôn. Đấy, mua về xài nhá, mua một tặng một quý vị nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thì cái mẫu sản phẩm đây là một cái bình giữ nhiệt nhé. Đây là cái mẫu bình giữ nhiệt hàng cao cấp cho em này, inox hai lớp nhé. Đấy, màu sơn màu cực kỳ đẹp luôn, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp quý vị nhé. Có tay quay đeo này, tay cầm nhé, cực kỳ vip luôn. Và nắp có lọc rác cho em này, có lọc nhé sạc cho em này, cực kỳ là ngon. Với cái mẫu này thì dung tích của nó là 1 lít quý vị nhé, dung tích 1 lít cho em này. Cao chiều cao nó tầm 28 cm đấy, 28 cm nhé, chiều cao của nó nhé. Rồi, hôm nay em sale với giá chỉ có là 75.000 một bình thôi. 75.000 một bình nhá. Quý anh chị em bà con gặp mình quan tâm thì ơi em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con gặp mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm kim chỉ này, cái mẫu kim chỉ nhá. Nó nằm trong một cái hộp. Nó nhiều lớp như này nhá, hai lớp, ba lớp như này. Có kim có chỉ đầy đủ như này. Thì ngày hôm nay trên kênh của em ấy sale cho toàn thể quý bà con của bạn mình dùng với giá chỉ có 35.000 một hộp nhá. Nhà nào cũng cần dùng hết. Đấy. Có nhu cầu alo em nhé. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình một cái sản phẩm nhé. Đây là một cái mẫu chảo, hàng cực kỳ là vip luôn quý vị nhé. Đây có cái vung đầy luôn ha, bằng kính nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây, hàng là bao dày bao xịn sò luôn. Cái mẫu này thì nó dùng được đa bếp nhá, bếp từ bếp ga, bếp điện gì đều cũng xài cũng được hết nhá, cực kỳ là ngon. Một cái cán cong cực kỳ là vừa gọn gàng nhưng mà dây cầm lắm quý vị nhé. Đây có cái mỏ trẻ luôn này.
Hai ngày hôm nay sale với giá chỉ có 280.000 nhé. 280.000 một cái sản phẩm này, hàng này hàng của Nhật cực kỳ là VIP luôn nhé quý vị nhé. Hàng này hàng bao quê luôn, xài là ngon luôn nhé. Rồi, quý anh chị em bà con mặt mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên tiếp một cái màu sản phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con mặt mình nhé. Đây là một cái màu bàn chải đánh răng mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc quý vị nhé. Rồi, từ Korea, này hàng nhập khẩu từ Korea luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ xịn sò nhá. Rồi, cái màu này thì quý vị nhìn thấy nhá, trên cái bao bì nó in là bán lẻ của nó là 32.000 một cái này nhá. Nhưng mà trên kênh em ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá mà nói là hết bất kịch sàn cho quý vị bà con của bác mình về xài luôn nhá. Rồi, một cái chỉ có 10.000 nhá, mỗi cái chỉ có 10.000 thôi. Và quý vị nào mua 5 thì tặng 1, mua 10 tặng 2 nhá. Cứ thế mà nhân lên. Còn quý vị nào mà mua nguyên một hộp như này, đấy, một nguyên một hộp như này là cũng có 30 cái nhá. Một hộp 30 cái, đấy, bán buông, bán lì, bán xì, bán lẻ gì. Một hộp 30 cái 250.000 cho em nhá. Đấy, 250.000 một hộp như này. Còn quý vị nào mua lẻ cứ 10.000 một cái nhá. Mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2. Quý anh chị em bà con quả cần quan tâm thì alo cho em nhá. Đây là cái màu sản phẩm, đây là một cái bộ lưỡi dao nhá, bộ lưỡi dao 4 lưỡi dành cho máy xay thịt nhá, máy xay thịt nhá, máy xay 2 lít nhá, đây là như cái máy như này đây quý vị ơi. Đấy, em về lẻ nhá, nhiều khách hàng hỏi ấy, mua máy rồi giờ hỏi là lưỡi có không, bây giờ em về lưỡi cho quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay sale với giá chỉ có 20.000 một bộ quý vị nhá, 20.000 một bộ. Đây là nó gồm như này, ráp xong là như này quý vị nhá. Rồi, để mình lắp vào mình xay ấy, cái bộ lưỡi này nó bị lâu ngày, nó bị cùng ấy, thì mình có thể thay thế nhá. Còn bác nào mà mua nguyên bộ, đấy, một gồm có cả máy xay thịt thay như này, cố in lúc này thì 160 nhá. 160 thì em sẽ tặng kèm theo một cái bộ lưỡi dao này nữa. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đây, mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy một cái sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu kìm bấm chết Grossma, hàng cực kỳ cao cấp luôn nha. Đây là cái hàng này là gọi đó là hàng loài 1, hàng đại hàng chữ dập nổi Grossma trên thương mại USA nhá. Rồi, hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn, thép này thép đặc chủng nhá, thép xài sắt này, xám này, logo ok lắm nha. CRV nhá, cực kỳ là VIP luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi, thanh lý nhé, thanh lý với giá 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều, anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nha. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy cắt trượt mini dài lưỡi 1 tấc 85 này, hàng cực kỳ là ngon quý vị ơi. Đấy, gồm nó như này đây, nó là gồm có một lưỡi theo kèm quý vị nhá, xài lưỡi 1 tấc 85 này, có thể trượt nhá. Đây là có thể trượt cho em này. Đấy, mình cắt cái gỗ mình có thể trượt lên trượt xuống này nhá. Rồi, công suất của em nó là gồm có là 1200W quý vị nhá. Công suất của nó là 1200W này. Đấy, cực kỳ điện điện 220V nhá. Đấy, vòng tua thì khá lớn rồi. 5200 vòng trên một cục nhá. Cực kỳ là xịn luôn. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm này, hàng cắt được như này nhá. Có phụ kiện theo kèm này. Đấy, phụ kiện theo kèm một tăng kèm theo một cái lưỡi 1 tấc 85 cắt sắt nhá. Cái màu này là đa năng, cắt gỗ, cắt sắt và cắt gạch thoải mái cho em nhá. Và có thể cắt góc 45 độ của mình, mở cái này ra này. Đấy, chỉnh góc cắt góc 45 độ cho em nhá. Rồi, hàng cực kỳ có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đảm nhá. Đấy, có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đảm như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, cắt trượt thoải mái nhá. Đây, mình có thể trượt như này. Đấy, cắt trượt tới trượt lui, cái đường kính cắt có thể dài ra nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có là 1.300.000 nhá, 1.300.000 và em tặng kèm theo một cái cây tô vít và một cây bút điện cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, khóa mở rồi chổi xăng theo kèm đầy đủ rồi. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật, bao ngon, bao xịn trò cho quý bà con của bạn mình sử dụng nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm giấy khăn ướt nhá cho toàn thể quý bà con của mình này. Nha, đây là cái màu giấy khăn ướt hình công ong. Cái hàng rất là xịn luôn. Cái hàng này là hàng chất lượng cao quý vị nha. Rồi, một bịch như này gồm có 10, một hộp như này gồm có 10 bịch như này nhá, gồm có 10 bịch nằm trong này. Thì đấy, nào còn tặng kèm theo cho mình một cái hộp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy, cực kỳ là VIP luôn. Đừng là như này, về xong rồi mình sử dụng cái gì sử dụng nha. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 80.000. Đấy, 80.000 một bịch như này nhá, 10 bịch
và một cái hộp theo kèm này cho quý vị bà con của bạc mình nha. À, quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nha. À, một cái mẫu sản phẩm dành cho tất cả quý bà quý anh mình á, thích nội trợ nha, với một cái máy xay. Máy xay này là máy xay thịt xay cá nha, hai xay thịt xay cá với một cái cối inox này 2 lít em nha. Rồi, nắp này là nắp nhựa dẻo cho em ấy, nhập nhựa dẻo cực kỳ là ok luôn nha. Rồi, dao này là gồm có 4 dao siêu bén luôn nha. Dao siêu bén luôn, này cực kỳ là vip luôn. Đấy, xay thì xay thịt xay cá là cực kỳ ngon quý vị nha. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá phải nói là cực kỳ rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình về sử dụng nha. Rồi 140.000 thôi, hay giá 140.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình đấy là có thể về xay thịt xay cá làm chả tại nhà mình nha. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm bếp từ cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu bếp từ Philips hàng Thái Lan, thương hiệu rằng Made in Thái Lan, cực kỳ là vip luôn quý vị ơi nha. Hàng này là kính cường lực chiều nhiệt độ cao này, và cái cách sử dụng thì nó rất là dễ dàng quý vị nhé. Đầu tiên mình găm điện thì mình bật nút nguồn, xong mình bấm cái nút bằng tay này thì nó sẽ hiển thị lên những cái thông số nha, mình có thể tăng giảm tùy theo dấu cộng dấu trừ tùy theo mình nha. Rồi, hàng cực kỳ là vip rồi. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 280.000 một sản phẩm, và tặng kèm cho mình một cái chảo nha, một cái son để nấu lẩu luôn, cực kỳ ngon, để nấu nướng luôn, cực kỳ ngon nha, canh xào lẩu gì cũng được, ok hết. Rồi, quý anh chị em bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Em lên cho toàn thể quý anh em mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu máy hàng mini, hàng phổ thông nha, hàng cực kỳ xịn luôn quý vị ơi. À, đây là cái mẫu máy hàng đạt tiêu chuẩn cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhé. Em bao cho tất cả các anh em mình đi công trình hay là gia đình gì xài chạc bô cho em này. Với cái dòng hàng 200 nhé, que này là que xài que là 2 ly 5, 2 ly 6 này, là kéo thoải mái cho em này. Và đặc biệt cái mẫu này nó có thể xài được nguồn điện yếu nhé, nó là từ 130V đến 260V cái nguồn điện điện áp vào ấy, là mình có thể xài được ok. Những khu vực nào điện yếu thì mình có thể xài được thoải mái cho em nhé. Đấy, với cái dòng của nó là 130 là mình xài được. Với que 2 ly 5, 2 ly 6 nhá. Còn chấm tỉa 3 ly 2 thì thoải mái, kéo tầm 20 que 3 ly 2 đổ lại cho em là em bao xịn sò luôn nhá, bao cho tất cả các anh em mình sử dụng luôn nhá. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm hàng cao cấp như này. Đấy, nó nằm trong một cái hộp nhựa như này nhá. Đấy, hàng cực kỳ. Đấy, làm xong cất gọn thu gọn lại, đấy rất là vip nhá. Rồi, bao gọn gàng luôn. Ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá cực kỳ rẻ nhá, 950.000. Đấy, không có chỗ nào bán rẻ như em luôn đấy. Đấy, một cái dòng sản phẩm xịn sò như này nhá, gồm có kim hàng kẹp mặt theo kèm đầy đủ nhá. Rồi, mo mặt nạ hàng này đó, anh em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em với cái mẫu máy hàng này nhá. Em lên nha, cái mẫu bộ bài vàng cho toàn thể quý anh em mình nhá. Đây, đây là cái mẫu bài vàng, bài này là bài bằng chất liệu nhựa quý vị nhá, cực kỳ là ngon luôn, mỏng manh cực kỳ là đẹp luôn nha. Bài này người ta gọi là bài vàng đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, thấy chưa, nét như Sony luôn đấy. Anh nào thường xuyên chơi bài và chơi kiểu bài thì đây, em mẫu bài này là mời bào lý tưởng nha. Rồi, thanh lý với giá chỉ có một bộ 30.000 nhá, một bộ bài vàng như này chỉ có 30.000 thôi, siêu ngon và siêu bền luôn nha, chống nước chống làm dấu các kiểu nha. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu dao nhá. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. À, tên gọi của nó là Hắc Long, à, như cân đào Hắc Long, có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi, đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng nha em nhá, nó liền luôn, à, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá, rồi cho đến tay cầm luôn, và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá, à, cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, à, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. À, các rau các kiểu con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Đấy, một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá. Với chỉ có 65.000 một cây này. Đây giờ có bọc nhựa, à, bọc da nhá, bọc da bên ngoài. Cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất kỳ là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá. Có bảo vệ lưỡi luôn. Đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này. Mình về mình xài xong mình là bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá với mẫu dao Hắc Long này nhá. Rồi, tiếp theo em về là cái bộ sản phẩm bộ combo nhá, bộ sản phẩm vo xịt, cái đầu xịt tưới cây này, tưới hoa này, rửa làm vệ sinh này, cực kỳ là đã nhá, có tay cầm nhá. Có tay cầm luôn, có vòi bóp nhá. Mình muốn ngắt muốn tắt và có tặng kèm hai cái đầu nối nhanh này.
Thì một cái bộ như này thì hiện tại bên em đang bán với giá chỉ có 100.000 một bộ nha. Đấy, quý anh chị em bà con nào quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, hàng bao chất bao xịn sò luôn nhé, có muốn tia nhỏ tia lớn đi đầy đủ hết nhá. Đấy, tia nhỏ tia lớn đầy đủ hết luôn. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con quạt mình nhá. Rồi, ngày hôm nay tiếp tục lên có một cái số mẫu nhá. Đây là hàng nội địa Nhật Bản cho em. Đấy, Yasaki nhá, Yasaki hàng Japan. Cực kỳ là xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là xịn sò nhá. Còn có tem niêm yết bảo hành luôn, niêm yết luôn nhá. Cực kỳ là VIP luôn. Đấy, đầu này là đầu Autolock nhá, đầu Autolock, đầu nhựa, đầu kẹp 10 ly quý vị nhá. Còn máy quang này thì mình về mình bắn tôn, bắn vít này, quan sát quang gỗ thì ok. Có cả đảo chiều này, đảo chiều điều chỉnh tốc cực kỳ là ngon luôn nhá. Ngày hôm nay sale này, sale với cái giá chỉ có là 230.000 nhá, 230.000 một cái sản phẩm như này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, một con máy bao chất lượng như này, công suất là 370W nhá, công suất của nó là 370W. Đây, hàng Yasaki, hàng nội địa Nhật, cực kỳ là VIP. Quý anh chị em bà con của mình làm nghề thì mua con này về dùng nha. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao. Thì đây là cái lưỡi này, thì mình có thể đưa vào mình cắt nhá. Đây. Đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá. Lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này để mình cưa những cái cành trên cao nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn sò, có dây dừa xeo kèm luôn. Đây, một bộ hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 150.000 nhé. 150.000 một cái bộ sản phẩm. Cái bộ dao kéo cắt kìa tỉa cành trên cao nhé. Có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhé. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em này. Chỉ có 150.000. Em lấy tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhé. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này. Khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi, luôn luôn chế độ chờ nhá, thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, là nó cực kỳ hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm 1 phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi, đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá. Đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn, và luôn luôn để ở chế độ chờ bực như vậy thì nó sẽ tự sáng. Đấy, có gì cần gõ nhất nhất có ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này. Nó cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sale cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000. 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá. Về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này, đặc biệt là để chống trộm nhá. Ở các cổng luôn, khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhá. Cực kỳ hay đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy. Chỉ có 50.000 thôi. Đấy, nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Rồi, về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Đây là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sale trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nha. Rồi, con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nha. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nha. Em lên tiếp một cái mẫu dao cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nha. Đây là một cái mẫu dao hàng Nhật cực kỳ là xịn sò luôn nha. Đây là dao này là dạng dao thái rau nha, thái rau sắc thịt, cực kỳ là bén và ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng nhìn cái hàng chất cực kỳ chất luôn, siêu bén cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình nhá. Đấy, ngày hôm nay cái mẫu này về em có số lượng không được bao nhiêu cả, cho nên cũng thanh lý với giá cực kỳ là rẻ cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhá. Chỉ có 35.000 một cây thôi. Em một cây dao Nhật nhá, dao Nhật Japan quý vị nhá, cực kỳ là VIP luôn. Đấy, dao này mà sắc thịt sắc rau thì phải nói là siêu đã luôn nhá. Rồi, chỉ có 35.000, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền tổ quốc nha. Rồi, quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Đấy, Tân Phúc sẽ sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nha. Hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi, chỉ 10.000 nha, 10.000, 20.000 đã có sử dụng rồi, về dùng rồi nha. Rồi,
Đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này. Hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao VIP, bao xịn sò. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây nhá. Số lượng thì bao la, anh nào xị lẻ hay có hết nhá. Đầy đủ bạc ngàn chiếc xứ luôn. Rồi, tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít bộ lục giác nhá. Bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác giác sao, giác bông, giác bi. Đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này. Hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy, được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ. Hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá. Đấy, đấy, bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thẹp CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy, thẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây. Đấy, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thẹp CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bẩy luôn nhá. Chống rỉ rạch cực kỳ là VIP luôn. À, siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy. Chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa. Đây là một cái cây tô vít. Đây là cái màu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, mà có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nha. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra, đấy, mình có thể rút ra, rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút nó ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé. Nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào, đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy. Em một tay nhá, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhá, đây cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá, đây, hai đầu luôn, sale nhá, sale giá xỉ lẻ bao luôn này, 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo, cái kéo này là kéo tỉa bấm. Bấm chồi, đấy, bấm chồi, chồi non ấy, chồi cành ấy, đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi, nhỏ gọn, siêu đẹp như này, đấy, có lò xo, tăng giảm như này, cực kỳ VIP nhá. Rồi, bác nào cắt lông mùi cũng cắt được luôn, tỉa lông mùi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi, hàng là bao ngon rồi, đấy, hàng là hàng nồi đĩa Taiwan. Nồi đĩa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ, đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, là hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu. Thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 quý vị nhá. Thước 7,5 cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, chống vỡ này. Cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá. 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lệ đầy đủ hết. Em liên tiếp cái màu keo dán đa năng cho quý vị nhé. Đây là cái sản phẩm keo dán đa năng với một cái tiếp keo như này thì nó là 60g nhé. Rồi, nó dán được trên tất cả các bề mặt quý vị nhé. Đấy, keo dán đa năng sắt, nhựa, gỗ, thép, đấy, inox là gì cũng sáng được hết. Gạch men, gạch đầu cái dán cực kỳ là ngon nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhé. Rồi thì 25.000 một tiếp nhá. Đấy, 25.000. Quý vị mình mà mua về ấy, mà xài mà sử dụng đấy, mà còn lại ấy, chưa sử dụng đến thì mình để nào vào những cái khu vực mặt như chẳng hạn như
mình bỏ trong bao bóng nha, bỏ vào tủ lạnh thì mình có thể lần sau mình có thể tái sử dụng, ok nha. Em xin tiếp cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nha. Đây là cái mẫu gối massage này để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau bụng, đau lưng này nha, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20B luôn, 20B siêu khỏe luôn quý vị nhé. Đây, nút mở nguồn bên này có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nha, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thổ cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhé. Đây, mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng rùng lớn rùng ít tùy mình nhé. Và tặng kèm theo một cái massage mini cho quý vị bà con của bác mình. Hãy tặng kèm theo một cái massage mini nhá. Rồi, massage mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái màu bơm một ống cho quý vị bà con của bác mình nhé. Đây là cái màu bơm một ống này, là ống lớn nhá, ống cực kỳ bự luôn, bê tông lớn cho em này. Em bơm này thì bơm xe máy, xe đạp điện cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đấy, vòi thì vòi có bọc bằng chất liệu chống vỡ này, cực kỳ là đã, có đồng hồ luôn. Nhá. Rồi, có tặng kèm theo mấy cái kim để bơm phao này, rồi bơm bong bóng này, bơm bóng nhá, bóng đá đấy. Đấy, bơm cực kỳ là khỏe luôn quý vị ơi. Đấy, ngày hôm nay sale cái sản phẩm này với giá chỉ có 80.000 một cái nhá. 80.000 thôi. Em lấy tí cái màu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhá. Đây là màu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto, có nghĩa là tự động nhá. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhá, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhá. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình có thể nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con ngoài cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái màu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái màu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây, đây là tô vít đóng đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây, mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này, và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực, nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rung và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra để cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá. 10 mấy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Hello, Tân Phúc xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sale cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thờ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hit mình cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ sạc cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì hàng nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa, đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, rùa lưỡi cưa xích này. Đấy, là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điệu mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đấy, gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ, gồm có 5 cây như này.
thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi với giá chỉ có là 95.000, 95.000 gồm có một hộp như này nhá, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thấy cái mẫu sản phẩm kìm bấm chết nhá, đây là một cái kìm bấm cao cấp xịn sò cho toàn thể bà con của bác mình về, nói chung là xài cực kỳ là đã nhá. Rồi đây là hàng Kazuko nhá, Kazuko của Nhật luôn, xịn sò cực kỳ cao cấp nhá. Rồi có vỏ bọc nhựa này, chống trầy trượt, chống trơn trượt khi mình sử dụng á, đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Hàng này là hàng mà nói là đỉnh của chóp nhá, cao cấp luôn, tẹp CRB cao cấp xịn sò, đấy, được in trên sản phẩm luôn nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá 140.000 nhá, 140.000 một cái như này. Đấy, quý anh chị em bà con của bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái bộ đầu khẩu cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn, đây là cái mẫu khẩu dài cao cấp nhá. Đấy, dài 8 phân này. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò luôn, bao dài dằng nhá, bao ngon. Và tặng kèm theo một cái hộp mở để bảo dưỡng máy này, một cái đầu chuyền này. Đấy, một cái đầu chuyền này, đầu chuyền này mà quý vị đi ra ngoài mua tầm gần 100.000 này nhá. Đấy, đầu này là đầu khoang kẹp autolock 10 ly nhá. Rồi, tặng kèm theo một cái để chuyển qua mình bu lông. Đấy, mình khoang này, và một cái đầu chuyền này mình dắt vít vào không bị rơi rớt này. Đấy, đây là khẩu đầu 1/2 trong 1 nhá, cực kỳ ngon luôn. Đấy, 1/2 ấy. Và đây là gồm có 6 cái đầu khẩu như này nhé, 6 cái đầu khẩu dài này, gồm có là 14, 17, 18, 19, 21 và 22 nhé. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Hôm nay em sell với giá chỉ có 125.000 nhé, 125.000. Đấy, số lượng thì rất là nhiều, quý anh chị em bà con của bà mình quan tâm thì ơi em nhé, nó nằm tròn trong một cái bịch như này nhé. Đấy, cực kỳ là VIP chưa. Em liên tiếp với hộp sản phẩm bào rau củ quả nhé. Đây là một cái vị dao gọt hai mặt này, hay dao gọt rau củ quả này, bào củ quả nhé. Và cái màu làm mà như những cái không hình nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Hay mình cắt gọt tỉa hoa quả cực kỳ là xịn sò nhá. Đây là hàng cao cấp luôn, hàng cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Inox chống rỉ rác này, hàng cực kỳ là VIP rồi. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell vào một cái bộ comble như này với giá chỉ có 50.000 quý vị nhá, 50.000. Đấy, quý anh chị em bà con của mình ấy quan tâm thì alo cho em nhá. Sản phẩm bao chất lượng cho quý vị bà con của bác mình xài nhá. Tiếp theo Tân Phước sẽ lấy cái mẫu sản phẩm đầu bằng tôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình nhá. Đây là một màu bằng tôn hàng cao cấp xịn sò luôn. Đây, đầu bằng tôn là 500 này là hít cực kỳ là chắc chắn nhá, 500 này là 500 xịn nhá. Rồi, mình bắn không bị rơi 500 này. Và cái màu sản phẩm này ấy, thì nó thiết kế là cái khuôn của nó cực kỳ là vừa với là cái đầu mũ của cái đầu vít băng tôn nhá, cho nên nó không bị tuông bị trầy gì đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi với giá chỉ có là 25.000 một vị nhá. Đấy, ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 25.000 thôi, anh chị em bà con của bạn mình quan tâm thì ơi em nhá. Tấn Phúc lên tiếp cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạn mình nhá. Rồi đây là cái mẫu mình có thể lắp những cái này vào những cái khu vực nào xa nguồn điện này, đấy, và có ánh nắng mặt trời nhá, thì ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Đây là cái pin đèn năng lượng mặt trời của nó này, nó ban ngày nó từ thấp khu điện nhá, thấp thu pin nha, và ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Hoặc mình cài chế độ khi có người đi qua thì nó sẽ từ sáng. Nó có nhiều chế độ cực kỳ là hay quý vị nhá. Đây, em có remote theo kèm luôn này, mình có thể điều khiển qua remote nha. Mình có thể điều khiển qua remote cho em này, cực kỳ là hay luôn. Đó, ngay như vậy là mình có thể tắt này, mở nha. Đấy, và nó có nhiều chế độ như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Nó có nhiều chế độ như này, mình có thể chọn theo tùy ý của mình nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái lô sản phẩm mà đèn năng lượng mặt trời giả cam này với một cái giá cực kỳ đẹp luôn, mà chỉ có 95.000 nhá. 95.000, đấy, hàng số lượng cực kỳ là nhiều quý vị nhá. Anh em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Hàng về bạc ngạc luôn. Em lên cho toàn thể quý chị này, đấy, quý anh này, một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái lau này, một cái cần lau mini để lau cửa kiếng hay lau nói chung là làm bếp này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mình vắt nhá, cái ấy là mình bóp ra này, hay mình nhúng mình vào dầu xong mình vắt này, hay thu gọn lại như này, cất mắc ở bếp cực kỳ là gọn gàng luôn nha. Rồi thì với một cái sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh quý chị mình ấy với một cái giá là 28.000 một cái nhá. 28.000 một cái, một cái lau mini cực kỳ là đẹp luôn, hay tiền lời như này luôn. Quý vị nhìn thấy chưa, thu gọn. Và cái ấy là mình vắt này, hãy mở ra nhé, hãy gom lại, siêu đẹp luôn. Đấy,
xem lên cái màu sáp đánh bóng gỗ cho quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, nó là chủ yếu là nó là chuyên làm bóng các cái loại đồ mà bị cụ nhá. Đấy, gỗ nhựa các kiểu con là điều luôn. À, sắc đồ gì cũng được ok hết nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái màu này này. Cực kỳ là đã luôn nhá. Sáp ong làm bóng chỉ có 20.000 một củ nhá, 20.000 một củ cho em này. Đấy, quý vị nhà nào mà đồ gỗ mà bị cũ kỹ thì mua đồ này về quốc lên là như mới luôn quý vị nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác cô chú anh gì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dàng luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá là mình nó sẽ tẩy nước ok, còn bình thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dáng nhá. Đây là cao dáng vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dáng. Dáng ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này và nó là độ bám rất chi là cao và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sell cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhé. 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái màu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhé. Rồi, đây là một cái màu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhé. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đây, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhé. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhé. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đây là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá. Nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đây là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhé. Rồi, này xin lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá. 40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này. Nó nằm trong một cái hộp nhựa nhé, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp theo ngày hôm nay dọn khói, còn có một cái lô một thùng cái lưỡi cưa xích tròn nhé. Cái lưỡi cưa xích này là để lắp vào máy mài quý vị nhé, để lắp vào máy mài này nhé. Máy mài xài lượng một tấc ấy, một tấc mốt để mình cưa cây đó, nó rất là dễ sử dụng nhá. Rồi, cưa xích tròn cho em này. Đấy, ngày hôm nay còn thùng giòn kho thanh lý với giá là 50.000 thôi nhá. Thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi. Quý anh chị em bà con của bạn mình có quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình này nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nha. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên chà cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá, mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiện lợi, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo em lên cái màu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Rồi, pin đây là pin 18650, pin này là pin tái sử dụng quý vị nhá. Này, về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá.
Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này, đấy mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoang pin ấy là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình đấy, lớn hơn nhá. Rồi pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Hay hàng về số lượng cực kỳ là nhiều là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này, và sạc này, sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhá. Đấy, sạc về bao la luôn. Phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này. Quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đã luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Em lên cái mẫu tỉa lông mũi cho bà con của bạc mình nhá. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái mẫu tỉa lông mũi nhá. Đây là cái mẫu tỉa lông mũi bằng tay, nó cực kỳ là gọn nhẹ và tiện lợi sử dụng nhá. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó mình nhấp như này nó tự ngắt tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng nhá. Nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhá. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Tiếp theo là cái mẫu thớt inox nhá. Đây là một cái mẫu thớt inox này, mà thớt inox kháng khuẩn cực kỳ là sạch sẽ luôn quý vị nhá. Đấy, mình có nó mình xắt thịt đồ chín đấy, nói chung là rau hành thịt đồ chín thì nó vô cùng vệ sinh luôn. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời luôn nhá. Một cái tấm thớt inox dày nhá, này thớt inox dày này quý vị nhìn thấy không? Đấy, thoải mái luôn, khác thoải mái. Và mình làm vệ sinh khi làm xong lau chùi cực kỳ là sạch sẽ luôn nhá. Đấy, không rỉ không rác này, cực kỳ hợp vệ sinh luôn. Nay em thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy về dùng nhá, với giá chỉ có 75.000 một cái thôi. 75.000 một cái thớt inox như này quý vị nhá. Đấy, đường kính thì đây, đấy, đường kính của nó cực kỳ là khá lớn này, cắt khổ thịt luộc thoải mái nhá. Đấy, bề ngang thì nó tầm 25 này, bề dài nó tầm 40 nhá. Đấy, bề 40 luôn ấy, cực kỳ là rộng rãi và thoải mái cho mình cắt rau này, củ quả thịt luộc này. Đấy, đồ chín cực kỳ là ngon luôn nhá, với giá chỉ có 45.000 thôi. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật có bao xịn sò luôn quý vị nhé. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhé. Bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đây là bơm nước cho hoa, cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá, 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tiếp theo này có về cái lô sản phẩm máy kho nhiệt đất mắt cực kỳ xịn sò nhé. Đây là cái mẫu của hàng Thái Lan, hay xài điện 220 cho em nhé, với công suất cực kỳ lớn luôn, 2000W cho em, và nhiệt độ của nó là từ 60 cho đến 6000W này. Ngấp độ 1 là 250W thì nó là 60 độ C, 1000W là 350 độ C nhá, và 2000W là 6000 độ C này, cực kỳ là xịn sò luôn, 600 độ C quý vị nhá, nhầm 600 độ C cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, và tặng kèm hai cái đầu này. Đấy, muốn gom nhỏ này và xòe lớn này. Đấy, hàng motor cực kỳ lớn luôn, hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, thanh lý với giá 330.000 nhá. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu đế nhá. Đây là cái mẫu đế để mình khoan bàn. Đấy, từ cái khoan này là khoan cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoan đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy, cực kỳ là hay nhá. Rồi, sau đó là mình có thể khoan này. Đấy, mình khoan thành một cái đế khoan bàn nhá, cực kỳ là đẹp và xịn sò như này.
nó cực kỳ chính xác nha. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi thanh lý với giá chỉ có 280.000 nha. Giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nha. Một cái đĩa mà cắt này, đĩa cắt của máy lắp máy mài mini nhá. Mình cắt bằng thành một cái máy cắt bằng đấy, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhá thành một con máy cắt sắt bằng đấy, từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm một tấc hai đầu lại nhá là xài được cái mặt bằng này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhá. Giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm cái bột nhá. Đây là cái hộp bột để mình thông cống bồn cầu này. Mình bị tắc nghẽn ấy, lavabo này, ống cống này thì nó bị tắc nghẽn ấy, nhà vệ sinh này thì mình đổ vào nhá. Là nó từ làm phân hủy ấy, cái vật liệu cứng nó xong nó sủi bọt lên là nó mà sẽ thông cống cho mình nhá. Cực kỳ là ok và hiệu nghiệm luôn nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị mình này, một lọ là 25.000. Mà bác nào mà mua 5 lọ ấy thì em sẽ tính giá 100.000 thôi nha. 5 lọ là 100.000, còn một lọ là 25.000. Đấy, anh em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nha. Tiếp theo có về thêm cái mẫu khay đựng thức ăn quý vị nhé. Đây là cái mẫu khay đựng thức ăn để tủ lạnh. Nó có gồm có 5 cái nhé, gồm có 5 cái cho em. Cái lớn nhất thì đường kính nó là 18cm này. Và nó nhỏ dần nhá. Đấy, và có nắp đầy đủ như này. Rồi một combo như vậy là 5 cái inox mỏng để mình để thức ăn vào tủ lạnh cho nó khỏi bị hư hỏng ấy. Và nó hấp thu nhiệt nhanh. Thì cái mẫu này ấy em về một số lượng cực kỳ là lớn luôn. Nên thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy. Với giá chỉ có là 38.000 nhá. 38.000 một sản phẩm thôi. Đấy. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nha. Nên em có một cái lô khóa quý vị nhé. Đây, khóa này là khóa chống cắt. Khóa chống cắt cho quý vị này. Đấy, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5cm nhé. Đấy, đường kính 50mm này. Nó có 3 chìa khóa theo kèm. Khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình với giá chỉ có là 35.000 thôi. Giá 35.000 một cái nhé. Đấy, quý vị bà con bác mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi nay em về lại cái mẫu sản phẩm đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhé. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bác mình nhé. Rồi cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhé. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này cực kỳ là đã luôn. À, bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này ấy, nó là xài pin 18650. Pin của những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6 7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6 7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy. Với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái đầy đủ phụ kiện như này. Đây về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi nay em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc là một cái mẫu dao chặt nhá. Đây là một cái mẫu dao chặt hàng Nhật cho em này. Đấy, được in luôn nhá. Đấy, được đánh chữ sâu luôn này. Đấy, không cực kỳ xịn sò, hàng Nhật cao cấp nhá. Một con dao chặt với là nặng 8 lạng nhé. Con này thì nặng 8 lạng cho em. Hàng này thì em nói về nó thật với quý vị, chặt xương bò, xương voi cũng được luôn á. Đấy, chặt xương voi cũng được nhé. Nói chặt xương bò quá bình thường rồi. Đấy, một con dao nó gắn liền nhé. Một cái cán nó gắn liền này. Thép này dày 3 ly nhé. Thép dày 3 ly, nặng 8 lạng cho em. Đấy, có bọc gỗ như này. Cực kỳ là xịn sò. Đấy, mua về chặt cho đã cuộc đời quý vị nhé. Với giá chỉ có 200.000 thôi. 200.000 một em thôi. Đấy, quý bà con của bác anh chị em mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhé. Hai một cái mẫu Zippo. Hai hàng bao đẹp luôn. Hai bao xanh điều nhá. Dành cho những anh
hay hút thuốc này, đấy, hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn đấy. Mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này, đó, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhé. Đây, một cái máy xay khô này, xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này, xay ớt, xay nói chung là xay khô nhá, xay những thiết bị khô. Đây, gồm có bốn lưỡi con như này, có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, cái cầm ngon. Rồi mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá, đậy nắp vào là nhấn ở đây này. Những đây là công tắc nhé, là nó sẽ hoạt động cho mình, nó xay, đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình về dùng nhá. Rồi một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi, 130.000 một cái thôi, đấy, quá rẻ, quá chất lượng như này, đấy, bà con của bạn mình mua về xài cho nó sướng nhá. Rồi anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu thì alo cho em này. Nói về thêm một cái lô sản phẩm mà rìu đầu sói quý vị nhé. Đây đây một cái rìu, đây là cái mẫu đa năng. Đây, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này, mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé, như chặt xương, chặt đầu các kiểu, chặt cành cây, hay đi rừng đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn, hay bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đây, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đây, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Đây, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé, 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Hay quý vị bà con bác anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Rồi nay em tiếp tục thanh lý một cái món hàng này cực kỳ hay cho quý vị bà con của bác mình này. Nha, đây là một cái mẫu cà lê đa năng. Hay nó theo kèm gồm có hai cây nhá. Cây lớn nhất là tối đa là 32, nhỏ nhất là 28 nhá. Từ 28 đến 32 thì mình có thể sử dụng thoải mái. Từ ống tiếp này, nói chung là vật liệu tròn, những con ốc trầy này mình có thể mắc vào để mở thoải mái cho em nha. Đây nó như hình đấy, em mắc vào những con ốc nó bị trầy trùa như này nhá. Rồi hàng cực kỳ là ngon rồi cho mình đó nhá. Đây, thanh lý cho với giá chỉ có 70.000 một bộ thôi, 70.000 hai cây nhá. Vì đây là cái sản phẩm này nó nằm dưới kho, nó có những cái còn mới này, mới can sơ ben luôn, và có những cái thì mối mọt nó có vào, những con mọt mối mọt nó vào ấy, nhưng mà nó chỉ bám bên ngoài hay không bị ảnh hưởng gì hết. Đây là vật liệu bằng sắt cho nên nó cũng được đẹp, cho nên em thanh lý cho mình về xài nhá, với giá chỉ có 70.000. ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con các bạn mình, anh chị em mình này, hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá, hút xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi, 35.000 một cái nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé, hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Hai hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nhá. Rồi này, hàng này là bao chuẩn bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Hai hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Thế đó ngức khẳng trên này rồi, và nó được khắc âm nhá. Đấy, được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhé. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này. Ai em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Ai 120.000 quý vị nhé. Ai anh chị em bà con của mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo quý vị nhá. Hay chiều mình là nhớ chiều này. Hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này. Cực kỳ một cái em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này, có đèn á, ghim điện 220 quý vị nhá, ghim điện 220.
Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dằng hơn. Đấy, bằng, còn đây là cái lò xo để nướng nha, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn, có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này này nha, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Đấy, cái màu này em thanh lý giá 200.000 nha. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này, em mốc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nha. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhé, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi, cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Đấy, các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ là một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp, một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay, tiếp theo ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm là dây ống hơi nhá, dây ống hơi này, dây lò xo nhá. Đấy, dài của nó là 15m này, tổng chiều dài 15m quý vị ơi. Và dây này dây xịn nhá quý vị nhá, dây xịn Ueta luôn, cực kỳ là ngon. Dài 15m này, với là em sẽ tặng kèm theo cho mình một cái súng nữa nhá, một cái súng để xịt luôn. Đấy, tặng kèm theo một súng xịt và một dây bộ dây hơi theo kèm như này nhá. Đây, một bộ như này em thanh lý cho toàn thể quý bà con ngoài mình á, với giá là 150.000 nhá, 150.000 một cuộn dây hơi dài 15m và súng theo kèm. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, một cái mẫu sản phẩm đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây, đây là cái mẫu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn LED để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình xem luôn nhá. Đấy, xem mất luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Giống cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu gọn nhẹ, cái mẫu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Đấy, mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái, tài cực kỳ ok nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay cái lô dây thắt lưng cá sấu lại về hàng quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp luôn này. Đấy, thấy chưa, một cái mặt này hình cá sấu này, da này cực kỳ xịn sò luôn quý vị nhá. Nhìn cái hộp không rồi biết là mê rồi nhá, nhìn cái hộp không là biết là hàng là cũng khá cao cấp và xịn sò rồi. Thấy chưa, da cực kỳ là đẹp nhá. Hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 một sợi như này nhá, nằm nguyên trong người hộp. Hay quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Hôm nay em có về thêm cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu dành cho gia đình nhá, cực kỳ hay luôn. Đây là cái bộ nâng tủ nhá, nâng tủ, nâng bàn, nâng ghế cho em này, cực kỳ là đã luôn nhá. Đấy, đó còn kèm theo một cái đòn bẩy này. Đấy, cái này mắc vào để bẩy lên nhá. Còn đây là bốn cái bánh xe, mình lắp cái tủ lạnh này, máy giặt này, giường ghế này. Hãy cho vào bốn cái tủ nhá, bốn chân. Đấy, bốn cái chân bốn gấp là mình nâng lên, mình đẩy đi cho nó di chuyển nhá. Đây là cái bộ nâng tủ, nâng bàn, nâng ghế. Giá em đang thanh lý với chỉ có 90.000 nhá. 90.000 một bộ quý vị ơi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đây là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhá. Đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, chế độ hấp nhá, và có nâu lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá. Và được phủ mê ăn sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái màu sản phẩm này ấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha.
Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm, đây là một cái cối giả quý vị nhé. Đấy, cối giả chày trên shop Bambo đấy. Đấy, đây là một cái cối chày, cái chày là giả nhá, và đây cái cối nhá. Cối này là hai lớp nhá, inox đặc cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn. Hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây, và cái đường kính của nó là 10 cm này. Đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi. Cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả ớt, giả cực kỳ cũng được nhá. Cực kỳ là xịn đấy, và một cái nắp mình đựng then nhá. Đây, như này. Để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi. Và có thèm theo cối này, và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình ấy. Với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi nay em có về thêm cái bộ giác hơi này. Bác nào thường xuyên mà đau mỏi nhờ, thì lưng ấy, thì mình nên sử dụng một cái bộ này này, cực kỳ là ngon nhé, bầu để nhức mỏi này. Đấy, giảm nhức mỏi cho mình nhé. Có bơm này, có đầy đủ các cái nhiều chi tiết như này. Đấy, cái đầu bơm này, đầu bầu như này nhá. Đấy, lo có nhỏ có bé có này. Thì thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Giá 70.000 quý vị nhá. Rồi nay em về cái lô mũi khoan này. Mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá. Mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này. Nó theo kèm này quý vị nhá. Nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá. Bóc ra luôn. Đấy. Đây nó là gồm có này. Thông số đầy đủ nhá. 32 là lớn nhất nhá. Ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Thế nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan cáp xịn sò như này. Thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đây, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá, đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Tiếp tục ngày hôm nay về lại một cái lô sản phẩm bơm hai ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Rồi hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ có là sập sàn luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá, 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, phải nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Đấy, làm trong lô, trong đồ các kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm hai ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Hãy đạp chân có đồng hồ luôn, 2 tí này. 2 tí này thì em nói thật cái bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bác mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Tiếp theo có về một cái lô liếc dao Nhật xịn sò quý vị nhá. Đấy, dao mà đùi mà không bén ấy thì mình gần cái này mình liếc một phát là ok thôi. Này, hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị mình này về xài này. Với giá chỉ có 100.000 một cái nhá. 100.000 một cái một cái liếc dao xịn sò hàng Nhật cao cấp như này nhá. Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp theo em có về một cái lô mỏ liếc 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ led này là 300mm x 36 đấy. Cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hãy thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn. 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em.
Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nha. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán lòng bàn chân để hút thải chất độc nha. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nha. Một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nha, một hộp chỉ có giá 50.000 thôi, đấy, cực kỳ là xịn sò. Anh em có về một cái lô sản phẩm mà dành cho tất cả các quý bà muốn eo thon nhỏ đẹp này, quý ông bụng nhỏ nha. Đây là cái mẫu sản phẩm lắc eo có đếm số nha, có đồng hồ hiển thị luôn. Đấy, cái này cực kỳ là hay luôn quý vị nha. Đây là cái vòng dành cho những eo nhỏ nhắn xinh xắn này, bác nào to ấy thì có hai khúc nối đó mình nối kèm nha, và mình lắc cái quả cầu này nó sẽ xoay quanh nha, xoay quanh cái đường ray này thì nó sẽ hiển thị thêm cái số vòng quay cho mình luôn. Đấy, và nay em thanh lý giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 một cái quý vị nha. Hôm nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhé. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Nó có thể pha cà trà, pha cà phê này, và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây, bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bác trên mọi miền tổ quốc nhé. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhé. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật hàng cao cấp, bao chân chiến công trình, đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc, đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Đây, mình muốn nhanh thì nhanh, chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì đã cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác ấy hỏi máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nhá. Mở này bình thường đấy, mở bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá, cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này, đấy, chưa? Được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo chống cắt điện, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dài luôn nhá, cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi dây chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhá, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong thôi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy, và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá, cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa, là quý vị cứ xài thoải mái. Đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá, mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra. Đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok nha. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này,
và nó là tua vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo ba chi tiết như vậy, ba sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000 và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi em thanh lý nốt kilo này để em về nhập kilo mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm nữa nhá. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng, đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này, đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi. Cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoang không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi, hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Rồi nay em có về lại cái lô sản phẩm súng rửa xe xài bằng pin quý vị nhá. Đấy, phụ kiện rất là đầy đủ luôn, gồm có súng này, hai đầu bét nhá, hai đầu bét, một vòi xịt là tia nhỏ này và một vòi xịt xòe nhá. Đấy, dây pin đầy đủ nhá, pin này gồm có một pin bột sạc cho em này, phụ kiện theo kèm. Đấy, cho quý vị mình về chỉ có găm vào là xài thôi, lắp vào xài thôi nhá. Nay em thanh lý với giá chỉ có 260.000 một bộ nhá, 260.000. Đấy, cái giá cực kỳ sốc luôn, hàng bao chất lượng quý vị nhá. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì ơi em này. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này, siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nha, led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chịu được nước nha, mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, đều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá, mình găm vào cái cổng USB hoặc cái cụ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi, đây quý vị nhìn thấy chưa, đây em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá, không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng sao hết nhá, vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này, cực kỳ là ok luôn. Và cái màu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá, rờ móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái màu mà màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có remote ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhé, dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuồng như này, 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của mình, với giá chỉ có 90.000 một cuồng nhá, 90.000 một cuồng cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi, tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhớ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi, đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi, một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này, với giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 100 cái quý vị nhá. Đặc biệt cực kỳ ok luôn, lớn nhỏ hay là từ
người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nha. Đấy, quý vị, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nha. Rồi, em có về một cái lô mùi khoang quý vị nhé, mùi khoang đa năng. Hai mùi khoang này thì mình dọn khoang gỗ này, khoang tường này, khoang gạch men, khoang kính này, cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái mẫu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhé. Máy như bu lông 2-in-1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mùi 6 và mùi 8 nha em này. Mùi 6 thì 20.000, mùi 6 thì 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái, còn mùi 8 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạt tàng thuốc quý vị nhé. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ sắc nét nhá. Rồi, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi nhá. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng, có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc vào đây cho nó lịch sử nhá. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, nay em có về thêm một cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái màu ấm này, hàng gia dụng cực kỳ là cao cấp luôn nhá. Đây là cái ấm này, ấm bằng nhôm. Ấm bằng nhôm nhá, được phủ sơn giả đá nha. Phun sơn giả đá nhá. Dung tích của nó là 1 lít rưỡi quý vị ơi. Hay bình này mà pha chè hay pha trà gì còn cực kỳ, không chè tươi ấy, là cực kỳ hợp lý luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em có hai cái mã màu như này. Đấy, siêu nét, siêu đẹp luôn. Đấy, hàng chất lượng cao cấp quý vị nhá. Đấy, có thể nấu được bếp ga, bếp từ thoải mái cho em này. Và đặc biệt cái này nấu bếp từ, bếp điện thì ok hơn này nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình với một cái giá quá cực kỳ đẹp luôn. 180.000 một cái nhá, 180.000. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này thì nó có bọc như này, màu trắng, và cái này màu đen. Siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Hôm nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con của bác mình nhá. Đây, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, có bọc kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đồ Hàn Quốc cho em cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi, hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mệt này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. Đấy, nó nằm trong cái vị như này, 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em về một lô sản phẩm quý vị nhé. Đây là cái màu đèn bắt muỗi, nó là vừa đèn bắt muỗi vừa đèn ngủ luôn. Đấy, ban đêm thì mình có thể treo ở tường trong nhà như này, và vừa đèn trang trí luôn quý vị nhé. Một cái màu xanh, nó rất là đầm mắt nhá. Rồi, ngày hôm nay về em sẽ thanh lý với giá sập sàng cho toàn thể quý vị bà con của bác mình có nhu cầu này, với giá 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái thôi. Đấy, một cái đèn lồng bắt muỗi như này, và đây là cái đế này, cái đế để mình lúc nào đầy muỗi thì mình đổ nhá. Đấy, nó vào nó giật chết này, và thì nó sẽ xuống như này, mình để tháo ra đổ nhá. Đấy, rất là ok luôn. Rồi, màu sắc rất là đậm mắt này, quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay về lại cái lô nhá. Đấy, cái cỏ lân cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, vừa bên này là bông lông tơ mềm nhá. Đấy, để đánh lân này. Rồi, có nào muốn kỳ, muốn cỏ, muốn nhất thì có bông nhá, hai mặt cho em. Đấy, mình quay ở sau lưng đằng nào cũng tới hết nhá. Đấy, có cái trợ tay cầm này, hay cong queo này, hay rất là đã luôn. Đấy, dành cho các ông mà già già tắm thì cực kỳ là sướng nhá. Rồi, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 15.000 một cái nhá, 15.000 một cái thôi. Đấy, cò lưng. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít, 2 lít rưỡi gì đấy. Đây thì cái sản phẩm này ấy, là inox nhá, ấm inox cho em này, và có vòi báo hú này, lúc nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đó, có nắp đậy khi mình mở ra mình tẩy nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra, nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái màu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này. Đây, đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá, thoải mái cho em.
cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nha. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đây, màu khoang pin 13 ly này. Đây, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp auto lock nhá. Và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, băng tôn, băng vít thì chơi cái nước này cho em này. Và đây là cái chế độ này thì bằng những con vít nhẹ nhá. Cho em này, bằng nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này. Dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này. Hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá. Vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu. Đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mặt mình đấy. Là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, nhá. Khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường. Em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này. 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đây là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hai đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như này và mua gì cũng là ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn và khi mình đóng lại là như này nhá, đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá, quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1,5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi. Ai giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con và mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái, tiếp tục về cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái một cái ấm siêu tốc thủy tinh cho em nhá. Hai thủy tinh trong suốt cực kỳ là hay luôn. Đây là hàng Cucu, hàng Hàn Quốc cho em nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Và đây nhá, khi mình sử dụng thì có cái viền quanh như này là có đèn nhé, có đèn sáng nha em này, đèn màu xanh nhé, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, với dung tích của nó là 2,5 lít nhá, với dung tích nó in trên bao bì 2 lít quý vị nhá. Đấy, nói rõ ràng như vậy là 2 lít cho em này. Rồi để theo kèm đầy đủ như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình một cái một sản phẩm như này chỉ có giá là 135.000 nhá. Đấy, 135.000 thôi quý vị ơi. Hãy hàng bao ngon bao chất lượng luôn. Đấy, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Rồi, khóa hũ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, ai muốn không bị trộm đột nhập này thì mua về một cái ổ khóa hũ như này để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhá, bảo vệ tài sản của mình quý vị nhá. Đây, một cái lô khóa hũ em về, cái lô khóa hũ này cực kỳ hay quý vị nhá. Nó thì nó có hai chế độ, nếu bác nào mà không muốn hú thì mình có thể lực cái khóa đầu này thôi và mình trở qua trở lại như vậy, một bên thì hú, một bên không hú nhá. Rồi, được tặng kèm theo là quả pin này. Đấy, mày quả pin nhá, pin để mình báo loa này, pin báo loa nhá. Rồi, nó cực kỳ hay quý vị nhá, với giá cực kỳ rẻ luôn. Bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một cái nhá. 75.000 một cái ổ khóa hú này, siêu ngon luôn quý vị nhá. Đấy, để bảo vệ cho tài sản của gia đình mình thì quý vị nên múc nhanh múc lẻ cái màu sản phẩm này nhá. Rồi, ngày hôm nay tiếp theo em có về một cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái bộ độc khẩu từ 8 đến 10 nhá, từ 8 đến 10 từ 8 đến 24.
đấy, từ 8 đến 24, hai hàng bao ngon luôn đấy. Hôm nay thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhé, phải sử dụng. Đấy, gồm phụ kiện theo kèm này nhé, gồm một cái cần tự động và một cái cần nối ngắn này. Khẩu này là khẩu ngắn quý vị nhé, khẩu ngắn cho em này. Đấy, từ 8 đến 24 cho em. Đấy, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì hỏi em nhé. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là cái mẫu thước đo nhé. Đấy, được thước đo người gọi là thước legal ấy, thước cân mực. Đấy, rất chi là đẹp luôn nhá. Đấy, và mình có chế độ đo này, đo thước dây nhá. Đo thước dây thì nó là 2,5 m cho em này, còn không thì mình có thể đo bằng cái chế độ đo con này cân nhá. Đây là thước cân luôn, cân mực. Đấy, cân mực nhá. Đấy, có tia laser luôn. Đấy, mình có thể đo bằng cái giác khắc vuông để cho cái thước này nó cân. Đấy, nó cái cân mực thì nó sẽ giác vuông góc cho mình nhá, cực kỳ là hay luôn. Đấy, và có công tắc này, có pin này, và được tặng kèm 3 quả pin nhé quý vị nhé. Đấy, tặng kèm 3 quả pin luôn. Cái lô này thì em về nó cũng có số lượng ít thôi. Đấy, nó cực kỳ là hay nhé quý vị nhé. Đấy, mình có thể cân được 3 mặt nhá, mặt đứng này, mặt nghiêng này, và mặt nói chung là mặt phẳng, nói chung là 3 mặt như này. Em cũng không sành về cái thứ này, nhưng mà thật sự là nó rất chi là ok đấy. Đấy, như anh điền nước mà đi chôn đế này, lắp vòi nước này, cực kỳ là ok luôn nhá. Thì ngày hôm nay em xe với giá chỉ có là 80.000 thôi, 80.000 một sản phẩm nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá, máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá, thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình vẫn vào và có sợi dây này, nó có một sợi dây nhá, dây để lòi ra cho mình. Đây, dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây, bên hông lắm là bên hông này, này là mình găm như này rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá, pin thì mình bỏ pin đây, gồm có 4 quả pin nhá, mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi. Cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy, thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, keo ngâm cho tất cả các anh Tý ấy quý vị ơi. Đấy, nhà nào, anh Tý mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì móc ngay cái này về cho em nhá. Đấy, về hàng này, hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường, ngon là cành đào nhá. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nhá. Đấy, ăn vào là ok, con tê tê luôn. Đấy, cái bồng nó từ chữ phần lên thôi, nó kiếm miếng nước nó uống là xong phim nhá quý vị nhá. Rồi, một hộp 25.000 thôi nhá. Đấy, thân lý một hộp 25.000, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy nhá, em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nhá, đâu nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh Tý ngon thôi. Đấy, rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô sản phẩm nhá quý vị ơi. Đấy, một cái lô ổ cắm này, hàng cực kỳ là đẹp luôn, bao xịn sò luôn nhá. Đấy, đặc biệt là quý vị mua về mình có thể, đây là gọi là một cái ổ cắm đa năng, thì mình có thể là có cổng USB này, có sạc điện thoại này, và có công tắc mở nguồn luôn nhá. Gồm có 4 ổ cắm thì 5-6 ổ cắm nhá. Và cái ổ cắm này ấy, mình có thể cắm đầu bẹp, đầu tròn và đầu ba rồi gì cũng được nhá, rất chi là ok luôn. Nó có đầy đủ, rất chi là to và rộng. Thì nó có đi kèm theo này 4 cái cổng USB để mình sạc điện thoại như đây nha. Đây là cái dây sạc điện thoại, mình găm vào đây trực tiếp là với cái nguồn của nó là 2A, là mình để sạc điện thoại cho em nha. Và khi mình dùng thì có công tắc nguồn luôn. Đấy, thấy chưa, là có điện rất chi là đẹp luôn quý vị nhá.
Thì ngày hôm nay trên kênh của em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài với cái lô sản phẩm ổ cắm nha. Cái dây nguồn của nó thì chỉ có 1 mét thôi. Có quý vị nào mà có nhu cầu thì mình về mình nối dài ra nha. Đây là em nói trước trên live là như vậy. Với cái giá là 65.000 một hộ nhá, 65.000 một hộ thôi. Đấy, giá siêu rẻ luôn. Quý vị có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay về một cái lô sản phẩm này. Đây là cái túi bọc thực phẩm quý vị nhá. Đây là gọi là cái trùm để bọc thực phẩm cho quý vị này. À, đây là cái một cái hộp của nó, một bịch như này là gồm có 100 cái quý vị nhá. Đấy, một bịch như này là 100 cái thôi. Mình mua về để bọc cho an toàn thực phẩm ấy, không bị ruồi bâu hay là các cái côn trùng nó xâm chiếm vào nhá. Đấy, mình làm mâm ra mình bọc lại nó rất chi là hợp vệ sinh nhá, rất chi là bắt mắt luôn. Đấy, với cái một cái túi như này gồm có 100 cái thì em đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Với giá chỉ có 10.000 đồng. Đấy, với giá 10.000 đồng một bịch nhá. 10.000 đồng một bịch như này, hay gồm có 100 cái cho quý vị nhá. 10.000. Đấy, giá siêu rẻ, siêu yêu thương luôn. Số lượng thì bao la cho quý vị nhá, số lượng bao la. Đấy, em về máy tải luôn. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Ấm trà đàm đào đấy quý vị ơi, đấy ấm trà đàm đào nhá. Đấy, một cái bình trà đào Nhật xịn sò luôn. Đấy, siêu đẹp, siêu chất lượng cho quý vị bà con của bạc mình nha. Đây, nó thì gồm có 6 cái ly nha, gồm có 6 ly và một cái bình. Bình này bằng sứ nha, sứ này sứ nông cực kỳ là gốm, cực kỳ là ok luôn. Đấy, pha trà uống cực không bị chát nha, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây là cái lò này để mình để đựng trà và một cái kẹp nha, một cái kẹp để gấp trà cho em nha. Rồi, thì ngày hôm nay em thanh lý cái bộ này với giá siêu rẻ luôn nha. Với giá thì quá ưu đại, 140.000 một hộp này, 140.000 nha một bộ như này. Và nó được nằm trong một cái túi cực kỳ là xinh xắn như này cho quý vị bà con của bạc mình nha. Đấy, nằm trong một cái túi trà đào như này. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay. Đấy, bên kênh của em về thêm một cái lô sản phẩm nha. Tiếp tục về nha, vì những cái mẫu sản phẩm này khách sử dụng bảo cực kỳ là ok luôn. Đấy, đạt chất lượng tiêu chuẩn quý vị nhá. Nên này tiếp tục về hàng, số lượng nhiều cho quý vị bà con của bác mình nhá. Với một cái sản phẩm tông đơ cắt tóc này là nó là hiệu Trang Ly nhá, Di Trang nhá. Rồi, và nó là được tặng thêm theo lưỡi này và mấy cái cửa nhá, dây sạc đầy đủ luôn. Đấy, hàng cực kỳ sạc này, sạc trong máy luôn nhá. Bao mạnh, bao khỏe luôn, bao bén luôn nhá. Thì hôm nay em thanh lý với giá sản phẩm là chỉ có giá là 150.000 thôi. 150.000 cho một sản phẩm máy cắt tóc tông đơ. Đấy, xài bằng bi nhá. 150.000. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay có về một lô sản phẩm là bông vẫy tai hai đầu nhá. Rồi, hàng cực kỳ ngon luôn. Đấy. Không bị cong vân luồng gì luôn nhá. Đây là que này, là que thân này, que gỗ nhá. Đấy, cuốn bông cực kỳ là đã luôn. Vẫy thoải mái nhá. Bông vẫy tai, đấy, một hộp như này là 500 que nhé, một hộp 500 que. Và ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với giá siêu siêu rẻ luôn nhá, 25.000 một hộp thôi. Đấy, quý vị mà đi ra ngoài mua được cái giá này là em bái phục nhá. Rồi, quý vị anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Hôm nay em có về tiếp theo cái lô khè ga nhé. Đấy, cái khò ga này. Và ngày hôm nay có giá ưu đãi cho toàn thể quý vị bà con bạc mình thôi nhá. Thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đây là cái mẫu khò ga tự động nhá. Đây là nó từ đánh lửa ga lai tô. Khi mình bóp cái cò này thì nó sẽ bắn lửa và nó sẽ từ mồi từ ấy, không phải cần hộp quẹt mồi đâu nhá. Đấy, cực là xịn sò luôn. Và cái tăng giảm này, đây là cái nút này là để tăng giảm cái lượng ga lớn hay nhẹ nhá, tùy thuộc mình. Đấy, lắp bình ga như thế này cho em. Đấy, thì ngày hôm nay về cái lô này số lượng cũng khá là nhiều nên thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, giá chỉ có 39.000 một cái nhá, 39.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Rồi, thanh lý giá sập sàn quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo cắt gà Hàn Quốc nhá. Đấy, một cái lô
mà nói là kéo các gà Hàn Quốc bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nhá. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này. Và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái bóc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn. Khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng thì nó gài vào đây rất chi là ok luôn nhá. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn, bao bền bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Đấy, kéo các gà, các gà, các đùi gà, các thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều, thanh lý cho quý vị về mình xài này 90.000 một cái nhá, với giá 90.000 thôi. Đấy, cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được ok quý vị nhá. Đây, làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này. Này, cực kỳ ok, ngon, khỏe, bao cắt đầu cá luôn nhá, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mỡ luôn nhá, thấy chưa, bóp vào nó. Và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo nữa nhá, để giúp sơ cua nhá. Tặng kèm theo một cái lò xo để sơ cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok. Thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đây, mấy cái này thì nó thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn. Cực kỳ thích nó nhá. Đây. Và cái sản phẩm này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này. Ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ, một loại lớn nhá. Một cái kính nhỏ, một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ngắn đèn sáng thì có công tắc ở đây. Khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp ba quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này, quý vị nhìn đây. Đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, nó cực kỳ là ok. Đấy, 3D nhá. Đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này thì chơi cái này cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá. Đấy, một cái lô đèn pin cầm tay phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đây, em nó đây nhá. Rồi, một cái tay cầm này là cầm một cái loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn, siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá, hàng bao chất lượng, bao xịn sò. Và cái đồ sáng của nó thì phải nói không phải bàn gì nữa. Đấy, đồ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá, với một cái bóng đèn là led siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Đấy, mình có thể xài lên đến từng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhá, liên tục nhá. Rồi, với cái màu sản phẩm này ấy, đấy, đây là bằng kim loại nhá, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn, đây, hàng cao cấp đúc nhá. Đấy, như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Và nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Rồi, tiếp theo cho ngày hôm nay lên cái mẫu sản phẩm cái mài dao ba khe cho quý vị và con của bạc mình nhé. Đấy, muốn dao bén, dao sắc này, hay sắc rau, sắc thịt này, các thứ thì đây, mua cái này về. Khi cần con dao mình cắt không đi thì mình đưa vào các cái khe này nhá. Ngay cái này là có là ba cái khe này. Một cái khe ngoài cùng đấy, khe số 1 là khe mài dao mài kéo nhá. Khe số 1 là khe mài kéo và hai cái khe còn lại là khe mài dao cho em nhé. Đấy, mà dao ba khe cực kỳ là ngon luôn nhé. Đấy, hôm nay em thanh lý cho quý vị bà con của bạc mình với giá chỉ có 25.000 một cái nhé. Đấy, mà dao này chỉ có 25.000 một cái thôi, cầm như này và đưa vào đây rẹt hoặc là xong phim thôi. Đấy, cực kỳ là ok nhá. Đấy, nhanh gọn lẹ. Đấy, mài dao mình muốn mài kiểu gì cũng được nhé, mình muốn mài kiểu gì cũng được. Đấy, dao nào cũng được, dao to, dao nhỏ, dao bé thì tùy theo mình nhá. Rồi, cứ rẹt là ok thôi. Rồi, lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là
bạc ngạc mênh mông luôn về số lượng, thoải mái cho quý vị mình xài nha. Đây là một cái cây chổi lau trần nhà, thì nó có hai cái chế độ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nha, mình quẹt ở trên cao, và đây là cái này là cái cần này, nó bằng inox quý vị nhé, và nó có thể tăng giảm. Đây, nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này, nó có thể tăng giảm cho em nhé, và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, 4 khớp như này. Thì với là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhé. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. À, cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắc inox dài dằng luôn quý vị nhá, cực ngon lành cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá, giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline của em nhá. Rồi, chào mừng toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày này hôm nay là về lại một cái dòng sản phẩm này. Đấy, mấy ngày hôm nay, mấy bữa cả tháng nay chạy hàng này, giờ về lại một cái đồi kích 4 tấn nha. Đồi kích 4 tấn cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nha. Đấy, trọng lượng tối đa kích của nó là 4 tấn cho em này. Và hôm nay em cũng sale với giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, quý chị anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì ở em nha. Rồi, thì mình muốn kích thì mình phải khóa cái nút này lại nha. Và khi mình mở ra này, mình mở thì mình đây, em hướng dẫn luôn nha. Đây là có cái cần theo kèm này, có cái cần theo kèm cho quý vị nha. Đấy, một cái cần này theo kèm cho này. Này. Và cái này là mình để mình khóa, mình mở này nha. Mình giao vào đây. Nó như này. Đấy, lúc nào mình hà xuống thì mình nâng lên thì mình khóa nó lại nha. Vặn theo chiều kim đồng hồ này. Và mình nối hai cái này lại này nha. Nối hai cái này lại đây, có đầy đủ luôn. Dùng cụ đồ nghề đầy đủ. À đây, nó như này. Đây, như này là cần đòn bẩy nhá, cần đòn bẩy mình kích này. Đấy, mình kích nó lên nhá. Đây, đổi nó lên. Ok chưa? Cái dòng này là dạng bơm dầu thủy lực quý vị nhá. Bơm dầu thủy lực nhá. Đấy, nó lên này. Nó lên để xem nó lên tối đa của nó là. Đây, nó là hết rồi nhá. Tối đa của nó là rơi vào tầm cái này là 15 phân nhá, lên là 15 phân cho em này. Nhá, còn cái lúc nào mình muốn hạ xuống thì mình đây, mình cho vào nhá, mình xả ra nhá, xả dầu ra nhá. Đó, xong mình ép xuống này. Đấy. Ép xuống quý vị nhá, là nó sẽ xuống cho em này. Và cái này nó của mình có thể tăng thêm được chút xíu này. Đấy, đây là con ốc này mình tăng giảm nhá. Nhiều lúc nó một phân nữa mà mình không thể chơi được, nhưng mà cái này nó tận dụng được 2 phân nhá. Đấy, tận dụng thêm được 2 phân này. Không biết bao nhiêu phân này mở ra. Đấy, nó cũng khá dài quý vị nhá, nó cũng khá dài này. Đấy, ok chưa? Rồi, mình nâng nó lên. Rồi, còn nó nâng hạ nó lên kích thêm nhá. Rất chi là ok. Rồi, quý vị anh chị em bà con của bạc mình chuyên sửa chữa hay là gì đấy thì cứ ơi em nhá. Đấy, nó lên này. Kích lên nó được vài phân nữa, thoải mái nhá. Nâng lên này. Nó nâng lên nó cũng 7-8 phân, 9-10 phân luôn nhé. Không phải ít đâu. Đấy. Còn nữa nhá, đây là em siết tay thôi. Đấy, còn nó lên được tầm 10 phân nữa quý vị nhá. Đấy, rất là ok nhá. Rồi ai quan tâm thì kêu alo. 280.000 nhá, 280.000 là giá chưa bao ship đâu anh em nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì ở em này. Tiếp tục ngày hôm nay trên kênh của em sẽ review cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình một cái dòng sản phẩm nha. Đấy, đây là một con máy thổi hút bụi mini. Đấy, thực sự luôn cái sản phẩm này nó có chế độ hút và thổi luôn, cực kỳ là ngon nha. Với mà một cái sản phẩm hàng Nhật xịn sò cao cấp của em này. Đấy, bên kênh của em không ngừng đi tìm kiếm những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng nha. Đây, và một cái con siêu phẩm siêu nhỏ gọn đây để dành cho những bà con mình làm vệ sinh những cái ghế sofa này, giường tù này thoải mái nha. Đấy, vừa thổi vừa hút luôn, chỗ nào cần thổi thì mình thổi nhá. Đằng sau này đây là cái đuôi, mình có thể lắp ra nhá, mình có thể rời ra như này và có thể ráp vào luôn. Cái này thì cũng có thể hút này, nó đặc biệt là hút là ok luôn. Đấy, đây mình cái này nó vừa luôn nhá, cái đuôi của nó là nó như này, cực kỳ là ok.
đây để em rạp vì em một tay nhá. Đây, trước tiên là giới thiệu cái thổi cho toàn thể quý vị mà con mặt thấy chưa, thổi nhá, thổi ok chưa. Đấy, bay gà bay rồi thế này, đấy thấy chưa, bay gà này nó bay hết luôn. Còn muốn chế độ hút thì đây, hút thì thoải mái em không phải lo nhá, hút thì bao la rồi nhá. Với một cái viên gạo như này nó nặng nhưng mà nó hút đầy như này thì quý vị biết như thế nào, chất lượng nó như thế nào rồi nhá. Đấy, một cái sản phẩm này em đang thanh lý trên kênh đang có giá siêu rẻ luôn, với giá chỉ có 180.000 thôi nhá, 180.000. đấy, quý anh chị em bà con hoặc mà ai có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp đến là cái dòng sản phẩm một cái bộ khóa cờ lê nhá, bộ khóa là cờ lê từ 8 đến 24, đấy nó là đến từ 8 đến 24 quý vị nhá. Đấy, khóa đầu một đầu vòng một đầu mở này, nó rất chi là xịn sò với một cái chất lượng thép này. Đây là hàng Yeti, hàng của USA cho em nhá, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò với một cái chất thép là thép của nó là thép không gì nhá. Đấy, hàng cực kỳ là cao này, nó từ 8 9 10 11 12 13 14 10, nói chung là nó đến 24 này, đây là đầy đủ như này đây nhá, 17 18 19 20 22 24, gồm 14 cây như này, với một cái dòng chất lượng cao. Em bao cho tất cả quý vị mua một bộ xài cả đời nhá. Ai bác nào mà cẩn thận hơn nữa thì truyền tầng 2 đời 3 đời luôn, với một cái bờ clay Yeti. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi nhá, 230.000, hàng cao cấp, hàng xịn sò cho em, đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Đây là hàng chất lượng thép, chất lượng vàng cho quý vị luôn này nhá. Và tiếp đến là cái dòng sản phẩm bóp cơ tay nhá. Cái mẫu bóp cơ tay này ấy, là mình để tập thể dục, mình để nói chung là dành cho những cái bác nào mà hay thường xuyên tê tay tê chân này, hoặc là tập cơ tay cơ chân ấy, thì mình sử dụng cái dòng sản phẩm này cực kỳ là hay nhá. Đặc biệt là các cái cụ già rơi vào tầm 60 tuổi đổ lên ấy, ấy thì nó mình thường xuyên ấy, mình ngồi cũng có việc gì, mình vừa uống trà, mình đánh cờ, mình ngồi mình bóp cho cái cơ tay của mình nó hoạt động. Đấy, là luôn luôn tốt nhá. Và cái này mình có thể điều chỉnh luôn, điều chỉnh được nhá, từ cái mức là từ 5 kg cho đến là 60 kg này. Đấy, mình xoay ở đây nhá, cực kỳ là hay luôn. Và nó có đếm luôn này, có đếm cái số lần mình bóp, giống như ngày này mình có thể là bóp 30 và lần sau mình có thể bóp lên 35 40, tăng dần và có số đếm cho mình luôn nhá. Với giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, đợt này em về em xả rẻ nhá, 35.000 một cái này, cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi, nên em có về thêm cái lô sản phẩm nhá. Đây cái lô lưỡi cắt gỗ xài máy một tấc mốt mà một tấc nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái đồ cái tôi thép của nó cực kỳ là xịn sò nhá. Lưỡi cắt gỗ cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình lắp vào máy cầm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Thanh lý với giá cực kỳ rẻ, với giá chỉ có là 35.000 một lưỡi nhá. 35.000 quý vị nhá, xịn sò luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để móc về xài sử dụng nhá. Là tiếp tục lên một cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc cho toàn thể quý bà con và bạn mình nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng của Hàn Quốc cho em này. Đấy, cái này thì dung tích của nó là 2 lít nhá, dung tích của nó là 2 lít cho em này. Đấy, hàng Hàn Quốc cho em này. Đấy, cực kỳ là ok, xịn sò con tê tê nhá. Đây là cái mẫu thủy tinh có thể nhìn thấy được này, và có bọc nhựa cho em này, bọc nhựa có ngày này. Đấy, cực kỳ là ok luôn nhá. Với một cái sản phẩm chất lượng xịn sò, đảm bảo chất lượng cho toàn thể quý vị bà con các bạn mình sử dụng nhá. Đấy, chống giật này, rồi chống vỡ này, các kiểu này, chống nhiệt, chống nóng này, cực kỳ là hay nhá. Đấy, với sản phẩm này em đang thanh lý với giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy, 160.000. Đấy, quý vị bà con các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện cho em nhá. Đây, về ngày hôm nay em có về một cái lô này, em về là cái dòng sản phẩm mà mấy ngày hôm nay là cháy hàng nhá, quý vị hỏi rất là nhiều. Đây là cái đầu chuyển cơ lòng cho toàn thể quý vị nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay nó về nó có nâng cấp thêm là cái khuy. Đây, cái khuy này là khuy khuy này là khuy để lắp lưỡi nhá. Đây, khuy nhanh cho em này. Và nó nâng cấp, nó làm nhanh gọn hơn này, nó sàng xịn sò hơn nhá. Đấy, cực kỳ là ok này. Đấy, với một cái đầu chuyển cơ lòng để mình cưa các loại đường cong, đường thẳng, nói chung là cực kỳ ok nhá. Đây, và nó được tặng kèm theo là ba lưỡi, là gồm có hai lưỡi cắt gỗ và một lưỡi cắt sắt nhá.
thì em vấn đề giá cụ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với giá 110.000 nha. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em. Rồi, tiếp quý vị ơi, đấy, ngày hôm nay về một lô sản phẩm, nó trong cái dòng sản phẩm này em đi quá trời luôn và về liên tục, nó cập bến liên tục nha. Đấy, quý vị nhìn thấy nha, đây là một cái đống lô la, đây là cái dòng sản phẩm hàng cực kỳ là ngon luôn. Đây là một cái mẫu bút thử điện, nhà nào cũng nên dùng có một cái bút thử điện như này nhá, để mình đo được cái đồ dừa, nhiều lốc sửa chữa điện này, cực kỳ là hay nhá. Đây là cái dòng điện tử, bút điện tử cho em nhé, bút thử điện điện tử, và đo được cái dòng rò này, bút điện được dòng rò nhá, và cái giống như dây thông mạch, mình bị đứt dây chẳng hạn là mình đo được nhá. Đặc biệt là thấy chưa, đèn cực kỳ là sáng luôn. Khi bình thường nó thông mạch là nó sẽ màu xanh như này, giống cơ thể của em nó thông với nhau thì nó là màu xanh như này. Còn nếu như mà có nguồn điện 220 đi qua thì nó sẽ là màu đỏ nhá, nó sẽ bên này nó sẽ hiển thị màu đỏ. Thì hôm nay đấy, nhân dịp để cho những ngày riêng những cái khách hàng nhá, thân thương, thì anh nào mà có nhu cầu quan tâm á, thì ba cái thì 30.000, nhưng mà mua lẻ một cái là 15.000 nhá, mua lẻ một cái, hai cái là 15.000 một cái, mà ba cái là 30.000 thôi. Đấy, ba cái là 30.000 quý vị nhá. Đấy, nhanh tay nhanh chân mốc luôn quý vị ơi. Đấy, hàng số lượng bao la luôn. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá.